Rồi mình bắt đầu học nha. Sáng là mình xong cái việc đó là mình đã có thể làm việc cơ bản với lại cái mảng của mình, nhưng mà ở bên trong main rồi. Bây giờ thực tế các thao tác đó mình có thể thuyên chuyển qua hàm, và ngoài những cái việc kiểm tra tính chất của mảng thì các cái số lượng phần tử trong mảng mình cũng có thể thực hiện tiếp. Tức là ngoài cái việc ví dụ như tìm giá trị lớn nhất nè, nhỏ nhất, thì các giá trị lớn nhất, nhỏ nhất hôm trước mình có đi qua rồi, phải chưa? Thì cái nguyên tắc tìm lớn nhất, nhỏ nhất thì hồi sáng không có mô phỏng lại. Nhưng mà các bạn nhớ nó cũng có cái đoạn chức năng đó, tức là sao? Nó sẽ cứ cho đầu mảng là bằng cái phần tử nhỏ nhất hoặc là lớn nhất ở trong dải trước. Ví dụ bây giờ bạn tìm lớn nhất đi, thì cứ cho A0 là bằng giá trị cho phần tử lớn nhất, phải không? Sau đó so với tất cả những đứa còn lại, cái đứa nào mà nó lớn hơn cả cái giá trị max hiện tại thì mình cập nhật cái max đó. Đó là cái nguyên tắc làm việc. Tương tự đối với lại min thì mọi người đổi cái dấu so sánh. Như vậy nếu như mà tiến hành thống kê hay là làm việc có tính chất nào đó thì mọi người nhớ nếu như mà chỉ cần test kiểm tra thì hoàn toàn có thể sử dụng chỉ số của cái việc đó là gì, các cái index ở trong vòng lặp. Đối với lại mảng á, thì nhờ vào các chỉ số các phần tử nằm liên tục nhau cho nên nó giúp ích rất nhiều cho cái công việc là mình sẽ tiến hành mình truy xuất. Nhưng mà ở một cái trạng thái tạm gọi là mình xét về mặt khuyết điểm của nó thì nó vẫn có khuyết điểm, đó là gì, ngoài cái việc truy xuất dễ dàng, cái nhược điểm của nó đó là chính ở cái việc đó là sao, cái giới hạn về số lượng phần tử. Mỗi một lần bạn sinh là bạn sinh 100, như vậy nếu trong một trường hợp nào đó cái dữ liệu của bạn nó cần phải nới rộng ra thì cái việc đó nó là một cái vấn đề đối với lại cái anh lập trình kiểu này. Như vậy khi đó thì cái tính chất đặc trưng của việc này nó sẽ có cái gì, tính chất đặc trưng nó nằm ở cái chỗ đó là khi mà nới rộng ra thì phải biết nguyên tắc để nới rộng, hoặc là ví dụ như khi thêm một phần tử thì phải chắc chắn là hồi nãy mình sinh đó, số lượng phần tử mình cần thì bây giờ nó đang không có vượt quá. Nói nôm na là rất nhiều điều kiện có khả năng xảy ra và khi xóa nó cũng sẽ có nhược điểm của xóa. Thì bây giờ mình đi tuần tự qua một số những thao tác, nhưng mà trước khi qua tuần tự thì mình sẽ học cái phần đó là mình truyền mãn vào hàm nha. Rồi đối với lại cái phần mà chức năng để mình có thể truyền mãn vào hàm đó thì mọi người nhớ đó là tức là các cái hàm, các cái function của mình nó sẽ thực hiện các cái chức năng dành riêng cho đối tượng mãn, thì nó sẽ có đặc trưng gì, như vậy nó muốn làm việc với mảng nào thì dĩ nhiên cái mảng đó sẽ phải truyền được vào bên trong cái anh hàm đó. Mà nó truyền thì nó chỉ có duy nhất một cách truyền, đó là nó truyền thông qua hình thức, đó là gì các bạn, tham số hình thức. Mà tham số hình thức thì bạn có hai cách truyền, phải chưa? Một là bạn truyền tham chiếu, hai là bạn truyền tham trị. Nếu như tham trị thì sao các bạn, đối số nào mà truyền ứng tại vị trí tham số hình thức đó thì nó sẽ làm sao, nó sẽ copy, đúng chưa? Rồi dựa trên cái giá trị mà nó copy á, nó làm cái gì? Nó sẽ lấy cái giá trị copy đó nó gán cho tham số hình thức. Và tham số hình thức cứ dựa trên cái giá trị copy đó mà đem đi cộng trừ nhân chia tính toán gì đó. Như vậy nếu có cái sự biến đổi nào với cái giá trị đó thì chính là bạn đang biến đổi trên tham số hình thức. Kết thúc cái hàm. Thì cái việc đó nó làm sao các bạn? Nó không còn ảnh hưởng gì nữa. Tức là hết cái hàm đó hỏi tham số hình thức thì nó không biết. Cho nên nó là cái anh mà đối số cái giá trị nó không có thay đổi gì cả. Nhưng mà nếu bạn truyền bằng tính chất thăm biến thì cái thằng mà tham số hình thức á, nó không có làm việc bằng cách là nó copy giá trị, mà nó sẽ làm cái gì, nó chạy qua bên địa chỉ của thằng đối số à, nó làm việc ở bên, nói nôm na tham chiếu tức là tham số hình thức nó chạy qua bên kia, nó chạy địa chỉ của người ta, nó làm việc. Dựa trên cái việc đó, mỗi một lần tham số hình thức thay đổi cái gì đồng nghĩa với việc đối số thay đổi sale. Thì trong cái ANSI cộng cộng, nếu như tham số hình thức của bạn là một cái mảng thì mặc định mảng nó truyền vào nó sẽ là chuyện tham chiếu, tức là bạn không cần phải có dấu và phía trước cái tên mà mặc định là nó hiểu là cái anh đó là nó truyền tham chiếu luôn à, đó là cái tính chất của ảnh. Như vậy đó, khi mà tham số của hàm nó là một cái mảng một chiều thì nó có thêm một cái đặc trưng cho bạn nữa, đó là bạn không cần phải khai báo số lượng phần tử tối đa của mảng, tức là lúc mà truyền vào bên trong hàm thôi nha, chứ bình thường là vẫn phải có nha, không cần phải truyền vào bên trong. Mà sao nữa, bắt buộc là phải có số lượng phần tử thực tế mà mảng này đang làm việc, tức là ví dụ như là n à, hay là m hay là bao nhiêu phần tử làm việc thực tế. Chứ còn cái lúc mà đưa vào thì có thể là ví dụ mảng số nguyên đi thì sẽ là in a rồi cặp dấu ngoặc vuông là được, khỏi cần phải truyền cái số lượng phần tử tối đa vào. Thì đó là cái đặc trưng của anh này. Như vậy giả sử bên dưới đó
là mình có một cái hàm nhận nhiệm vụ là khởi tạo các giá trị cho một mảng một chiều các số nguyên. Thì dĩ nhiên là khởi tạo cho mảng nào thì phải truyền mảng đó vào, và có khả năng những cái hàm, chức năng của hàm là tái sử dụng. Cho nên tức là miễn sao bạn có một cái mảng số nguyên, bạn có nó bao nhiêu phần tử, bạn muốn khởi tạo cho nó thì bạn hoàn toàn có thể gọi hàm này. Và dĩ nhiên cái việc khởi tạo này, thay vì đó là khởi tạo tất cả các phần tử phải là bao nhiêu, thì cũng có thể đó là bạn khởi tạo cho từng đứa cũng được. Như vậy những cái chức năng còn lại của hàm như kiểu tra về, tên hàm, tham số hình thức, câu lệnh trả về, mọi thứ nó giống tương tự như cái bên hàm, cái chương hàm mà mình đã làm việc. Tức là coi coi cái quá trình tính toán này có trả về cái gì không. Nếu như trả về chỉ có một giá trị thì mình sẽ xài cái kiểu trả về cho cái giá trị đó. Còn nếu như mà các bạn sử dụng, các bạn thấy trả về mà trả về nhiều, mà trả về các giá trị bên trong của cái anh mảng đó, thì mặc định là tham số hình thức đó, nó phải được truyền tham biến. Nhưng mà nếu nó là mảng một chiều thì nó đã là cơ chế ngầm định tự hiểu rồi, cho nên tức là bạn không cần phải có dấu và, thì nó cũng biết là các phần tử bên trong của cái mảng một chiều sẽ được sao các bạn truyền vào đây, thì chính là truyền địa chỉ cái thằng array, cái thằng arr bên tham số hình thức, nó sẽ chạy qua địa chỉ của cái thằng mảng ở bên đối số nha. Và cái lúc mà gọi hàm này thì cũng truyền tên thôi, truyền tên của các đối số vào. Ví dụ bên kia có một cái mảng A, được chưa? Rồi cũng có n là số lượng phần tử thực tế. Thì bây giờ khi gọi hàm khởi tạo này chỉ là khởi tạo, tại hàm kiểu vôi phải không? Gọi giống như câu lệnh bình thường là khởi tạo, rồi sao nữa? Truyền vào đối số, đúng không? Thì vậy anh này sẽ có khởi tạo. Mở ngoặc ra đối số thứ nhất phải là mảng một chiều thì đó là tên A. Không phải A cặp dấu ngoặc vuông nha, chỉ lấy cái tên thôi. Phải. Đối số thứ hai là số lượng phần tử, thì giả sử bên hàm main của mình nó là n, hoặc là một cái hàm nào đó khác mà nó cần dùng cái hàm khởi tạo. Ví dụ là có thể một cái mảng B có m phần tử thì cũng gọi được, tức là khởi tạo mở ngoặc B phải m, tức là cái anh này xài nhiều lần. Miễn sao cái mảng nó khởi tạo sẽ là mảng một chiều và số lượng phần tử. Rồi vậy ở đây nè. À, chạy từ đầu cho đến array size trừ 1. Mỗi lần vậy array thứ y bằng 0. Thì bạn thấy rõ ràng là bạn đổi giá trị của từng phần tử trong cái mảng một chiều đúng không? Nhưng mà cái anh này nè là nó mặc định nó đã là truyền tham chiếu rồi. Cho nên bạn không phải ghi cái dấu và, nó cũng hiểu đó là sao, tham chiếu. Như vậy đó là hàm khởi tạo. Tương tự đối với là cái việc đó là gì, hàm nhập. Nếu hàm nhập á thì là bạn cũng viết cái câu kêu người ta nhập một lần hay là nhập riêng từng đứa phải không, thì thậm chí bạn cũng có thể xử lý cái chức năng đó là nhập từng phần tử, xin lỗi, nhập tất cả các phần tử ở đây. Tức là thay vì array size đó, cái số lượng phần tử thực tế đang làm việc là con n đó, bạn nhập bên ngoài main hoặc nơi gọi cái hàm nhập cũng được, hoặc bạn vào đây bạn nhập cũng được. Nhưng mà nếu bạn vào trong hàm nhập, bạn đi nhập số lượng phần tử rồi bạn mới dựa trên số lượng phần tử đó để bạn duyệt vòng lặp đó, thì đồng nghĩa với việc kết thúc cái hàm nhập đó là cái thằng số lượng phần tử cũng phải được hiểu để cho qua hàm xuất, qua hàm tính toán. Cho nên cái thằng n đó nó phải sao các bạn, truyền tham biến trả về để có thể nhận được cái giá trị ở bên nơi gọi hàm, nôm na là như vậy. Chứ nếu như mà mọi người cho nhập cái array size ở trong cái hàm này rồi sau đó mọi người sao truyền cho nó là cơ chế tham trị, thì đúng là trong hàm này array size có giá trị, nhưng hết cái hàm này hỏi array size là bao nhiêu thì nó không biết. Được chưa? Như vậy đó là cái nguyên tắc. Còn nếu như tiến hành cộng trừ nhân chia thì cũng sao, coi cái giá trị tính toán xong trả về là cái gì. Như vậy bây giờ phải rút ra được cái kinh nghiệm là nếu mảng truyền vào mặc định là tham chiếu, tính toán cái gì, làm việc với cái gì thì cũng phải quan tâm tới việc kiểu giá trị trả về. Nếu trả về là một giá trị đơn bình thường thì xài kiểu trả về của hàm. Còn nếu trả về mà theo dạng thức của cái việc là gì các bạn, nhiều đứa hoặc là các thông tin nào cần thay đổi nhiều hơn, thì bạn hoàn toàn có thể sao cho nó trả về thông qua cơ chế của tham chiếu. Như vậy đó là ý nghĩa của cái việc truyền mãn vào hàm. Rồi dừng một vài phút, có ai thắc mắc cái gì không về cái nguyên tắc này?
Rồi, vậy là không ai thắc mắc gì hết đúng không? Bây giờ đi tiếp nha. Rồi, khi truyền tham chiếu, các hàm có thể thay đổi giá trị của tham số. Vì vậy, nếu như mà để cho các giá trị này nó truyền vào mảng thì bạn có thể dùng tham chiếu hàm. Mang tính chất là vậy nè, nếu giả sử bạn viết một cái hàm xuất mảng ra, thì có phải là mảng có những phần tử giá trị là gì thì nó sẽ cứ trả ra màn hình thôi phải không? Nhưng mà đồng nghĩa với việc do bạn truyền cái mảng vào là một tham số hình thức, mặc định nó đã là tham chiếu rồi. Cho nên trong cái hàm đó, nếu như bạn muốn giới hạn cái việc đó là sao, khi dùng trong cái hàm này thì không được thay đổi các giá trị của cái anh mảng đó, mặc dù cái mảng này nó vốn đã là gì các bạn, được truyền vào. Như vậy thì anh này bạn thêm cái từ khóa constant, đây là một cái thói quen lập trình thôi. Cho nên nếu bạn thấy constant, tức là bạn hiểu ý nghĩa là cái người mà họ định nghĩa hàm, họ muốn là cái hàm này bạn không có thay đổi được cái gì trong cái giá trị của biến mảng này hết, mặc dù á là cái mảng này truyền vào thì mặc định nó đã là tham chiếu, tức là mặc dù trong hàm xuất bạn đổi giá trị của cái thằng array thứ y này cũng được nữa, tại vì nó mặc định nó là tham chiếu do cơ chế của nó. Nhưng mà nếu bạn ngăn không muốn cho người khác họ thay đổi, hoặc cái ý định của cái người lập trình á là họ không muốn cái anh này được thay đổi cái gì ở trong đây hết, thì nó sẽ thêm từ khóa constant. Thì anh này chỉ là một cái thói quen lập trình thôi. Như vậy thì có cái từ khóa này cũng được, nó mang tính chất nó nhằm định, nó báo cho người khác khi làm việc chung là à, ở trong đây thì cái hàm này không được thay đổi cái gì hết. Như vậy nếu như mà chức năng sai xuất các giá trị trong mảng thì nó chỉ là gì, cái mảng nào cần xuất phải không, và cái số lượng phần tử là bao nhiêu. Nếu như anh nào không cần thiết tất cả các biến đơn thì nhìn như vậy là biết array size của mình đang là gì, truyền tham tham trị ha, rồi cũng duyệt từ đầu đến cuối mảng đúng không, nhớ là cái tên hình thức nó đang là cái gì thì nó sẽ xài theo cái tên đó. Ở đây trong cái hàm xuất mình đặt tên cái mảng của mình á, là ARR. Còn đi vào trong main hoặc là một cái hàm khác muốn gọi cái hàm xuất này là mảng A, mảng B, mảng C gì cũng được, miễn sao nó là mảng số nguyên thôi. Được chưa? Mảng một chiều các số nguyên. Như vậy đó là cái tính chất của anh này. Như vậy toàn bộ những tính năng như nhập xuất bạn hoàn toàn có thể đẩy nó ra thành cơ chế của hàm. Sau đó vô trong main hoặc một nơi nào đó tổng hợp bạn gọi nó lại để nó thực thi. Được chưa? Và đặc thù nè, C cộng cộng không cho phép trả về kiểu mảng, tức là kiểu trả về của hàm á là không trả về được kiểu mảng nha, đó là điều lưu ý. Bây giờ mình vận dụng nó, ví dụ như là mình đi viết một cái hàm cơ bản đi. Đó là hàm tính giá trị trung bình cộng của một cái mảng một chiều các số thực. Như vậy thì chắc chắn á, là muốn tính trung bình cộng thì là cộng với giá trị lại rồi đem chia ra cho số lượng phần tử đúng không? Thì trung bình cộng thì nó sẽ trả ra một con số, cho nên nó sẽ là một giá trị double, đó là kiểu trả về của hàm. Rồi, mình truyền tham số vào thì nó sẽ có cái gì? Nó sẽ có cái mảng nào? Đúng chưa? Mảng nó kiểu double, bao nhiêu phần tử, và chắc chắn nếu gọi như vậy thì thằng array size đã có giá trị trước khi gọi cái hàm tính trung bình này rồi. Sau đó bạn khai báo một cái biến tổng để bạn cộng dồn các giá trị lại, thì dĩ nhiên tổng của các số thực thì nó phải là số thực chạy từ đứa đầu tiên đến đứa cuối cùng đúng không, mỗi lần như vậy lấy cái thằng ARR thứ y cộng dồn vào tổng, rồi sau khi thực hiện xong cộng dồn thì trả về giá trị tổng này chia cho array size, vậy nó ra giá trị trung bình. Ở bên hàm main bạn có thể gọi một cái hàm đó là hàm nhập, hoặc là ví dụ giả sử ở đây là bạn có sẵn cái giá trị mảng là bao nhiêu phần tử đó, rồi bạn gán khởi tạo cho nó trước, sau đó bạn tính số lượng phần tử bằng câu lệnh sign up, câu lệnh này hôm trước nói rồi đúng không, tức là lấy kích cỡ của phần tử ở bên trong bao nhiêu byte chia cho kích cỡ riêng của một đứa trong mảng thì nó ra số lượng phần tử, sau đó lấy cái âm này nó chính là số lượng phần tử ở trong cái mảng để truyền vào cho cái hàm tính trung bình. Như vậy đây là một cái chức năng cơ bản, một cái chương trình mình chuyển hàm vào bên trong, được chưa? Rồi, như vậy đó là một cái function cơ bản để giúp mọi người hình dung được là anh này. Nhưng mà dĩ nhiên á là gì, trong cái việc tính trung bình á, mọi người thấy cái thằng ARR nó được truyền vào, mặc định nó đã là tham chiếu rồi, cho nên nếu trong hàm tính này mà mọi người có thay đổi từng cái thằng array thứ mấy á, nó cũng được đổi luôn nha, tại vì sao, nó mặc định nó đã là cái gì các bạn, được tham chiếu. Còn nếu bạn không muốn nó là được thay đổi cái gì, tức là ý tưởng của mình, thì bạn có thể thêm từ khóa constant phía trước, còn không thì khỏi cũng chẳng sao, nhưng mà nên nhớ mặc định mảng truyền vô là tham chiếu. Rồi, như vậy đó là lượng kiến thức cơ bản đối với anh này. Như vậy chuyển tải thì toàn bộ còn lại cái phần mà về hàm của mình á, mình học ở chương số 4 như thế nào thì mình áp dụng vào đây như vậy. Chẳng qua bây giờ cái mảng của mình á nó trở thành là gì? Nó trở thành là một cái tham số hình thức, và nó mặc định là cơ chế đó là gì? Truyền tham trị thật. À, xin lỗi, truyền tham biến.
Rồi, có ai thắc mắc gì đối với những cái phần kiến thức ở phía trước không? Trước khi bây giờ mình đi gắn kết nó qua, mình viết những chương trình cơ bản của mình trước. Rồi, dừng một vài phút cho các bạn có gì thắc mắc thì các bạn nêu. Xong sau đó cô sẽ hướng dẫn các bạn cái cách viết chương trình nhập xuất rồi tính toán cơ bản, các chức năng cơ bản và gọi trong main. Rồi, cho 5 phút.
Rồi được chưa? Có ai thắc mắc gì không? Bây giờ cô hướng dẫn cái việc đó là ráp kết nối trong chương trình nha. Được chưa? Đó. Dạ, được rồi. Rồi, bây giờ mượn lại share full toàn màn hình ha để coding cho nó dễ. Rồi bây giờ hồi sáng là mấy cái đoạn chương trình gì đó, thế là coi như là tôi bỏ đi. Bây giờ tôi nói tới cái chuyện đó là nhập xuất trước. Bình thường á, nhập xuất á, nếu như mà mình viết trong main á là viết cái đoạn nhập trước, sau đó tính cái đoạn xuất, phải chưa? Bây giờ cái chức năng đó đó mình sẽ để nó qua hàm. Nha, mình sẽ để nó qua hàm. Thì dĩ nhiên á, đầu tiên cũng phải có bao nhiêu phần tử số lượng tối đa. Các anh này anh xài được nhiều lắm. Lâu lâu tới chỗ nào mà cần check cái số lượng phần tử tối đa đó là mình phải đi kiểm chứng nè. Cho nên bây giờ đó là mình sẽ làm sao? Chỉ có thực hiện những cái chức năng, những cái hàm của mình thôi. Thì đầu tiên đó là hàm nhập. Nhập này tức là người dùng họ được phép họ nhập, mình lưu cái giá trị từ console xuống. Thì có hai trạng thái. Một á, là số lượng phần tử mọi người nhập ở bên main hoặc là bên nơi gọi hàm nhập. Hai á, là nếu như mà mọi người muốn số lượng phần tử nó được nhập từ trong cái hàm nhập luôn, thì cái anh mà số lượng phần tử phải được trả về theo cơ chế là tham biến. Nha. Và anh này, tôi làm cái cách thứ nhất đi, là cái cách mà để gọi hàm nhập là số lượng phần tử đã có rồi. Tức là cái hàm nào muốn gọi thì phải có số lượng phần tử, phải có cái mạng. Như vậy anh này, đó là nhập. Tức là phải khai báo đầy đủ nha. Và N phải được nhập. Thì lúc đó chỉ có thằng A, N lúc đó truyền thăm trị là đủ. Và có khả năng nhiều hàm, cho nên tôi xài theo kiểu cơ chế là gì? Tôi đi để các cái function role to type trước. Role to type trước. Đây. Rồi tới chừng còn nữa thì sẽ là hàm xuất. Xuất mãn nào bao nhiêu phần tử. Nếu như ai muốn cái anh xuất này mà nó được cố định, nó không thay đổi, thì thêm từ khóa constant phía trước. Không có thì cũng không sao. Bây giờ mình đi định nghĩa riêng đối với hai anh này. Hai như vậy là tôi đóng main, tôi đi xuống dưới main, tôi định nghĩa đầy đủ. Đúng chưa? Như vậy dưới đây bắt đầu cặp dấu. Thì anh này anh chính là gì? Anh chính là definition. Rồi trong nhập thì sao? Tức là N có số lượng phần tử rồi, chỉ việc cho nhập thôi. Thì mọi người cũng có thể cho nhập từng đứa hoặc là cho nhập tất cả. Như vậy nãy mình có cái đoạn nhập trước đó rồi, cho nên tôi lấy cái đoạn nhập mãn vô. Đây. Thì để ý cái tên thôi. Anh này tham số hình thức nó đang là A với N, thì tức là xài trong đây sẽ là mãn tên là A, số lượng phần tử là N. Như vậy đây là tôi cho nhập từng đứa, đúng không? Còn nếu ai không thích nhập từng đứa, cho nhập một lần, thì tức là sẽ có một câu cout trước, phải chưa? Đó là cout nè. Anh này sẽ là gì? Nhập N số nguyên. Mãn này đang là mãn số nguyên. Và anh này là N mãn số nguyên. Đó, thế nó nhập xong mình nhớ vào. Với cái hàm xuất có gì thì đem xuất ra. Cái hàm xuất này có khả năng tái sử dụng nhiều lần lắm. Có thể là xuất mãn sau khi vừa nhập, có thể xuất mãn sau khi thêm một phần tử, có thể xuất mãn sau khi xóa một phần tử, có thể xuất mãn sau khi vừa sắp xếp xong. Như vậy cho nên cái anh xuất này nè, thường á, người ta không có cho cái câu cout trước là mãn đang lưu trữ là cái gì, mà người ta cứ xuất thôi. Còn cái câu mà đi kèm với lại thông tin của cái mãn đó, người ta sẽ xử lý ở bên cái nơi gọi hàm. Tức là ví dụ vừa mới sắp xếp xong muốn coi kết quả thì sẽ là gì? Mãn sau khi sắp xếp là hay cái gì đó, vân vân. Cho nên ở đây á, chỉ để cái gì các bạn? Chỉ để cái đoạn là gì? Xuất các phần tử trong mãn ra và xuất hết thì xuống dòng. Thế thôi. Và cũng nhớ, nếu tên tham số hình thức ở đây là A với N thì ở đây xài A với N. Còn nếu đây là array rồi array size thì nhớ dùng tên biến cho đúng. Như vậy đây là rõ ràng mình không có gì thay đổi, nhưng cho cái thằng hàm nhập này nè. Thằng A này truyền vô là tham biến, tức là tham chiếu đó. Cho nên mỗi lần mọi người nhận vào một giá trị là A thứ Y, thì tại tham số hình thức này cũng chính là được lưu tại địa chỉ của thằng A thứ Y ở bên nơi gọi hàm. Phải chưa? Như vậy ở trong main bây giờ muốn thực hiện thì thứ nhất phải có được một cái mãn một chiều kiểu số nguyên, thì đây khai báo rồi. Phải có được số lượng phần tử N. Cho nhập N. Được chưa? Cho nhập N. Tại vì cái hàm này N của mình đang là thăm trị. Nếu mọi người nhập N ở trong đây thì vẫn nhập được các giá trị đó. Nhưng mà khi đó chuyện gì xảy ra? Tới chừng bên hàm main tôi muốn gọi hàm xuất thì số lượng phần tử ở đâu ra? Tại vì lúc đó N bên main với N bên hàm nhập là nước sông không phải nước giếng. Phải chưa? Muốn N mà nhập ở bên đây thì N phải là tham chiếu. Bây giờ mình để tham trị rồi. Thì buộc lòng là mình phải có cái đoạn nhập số lượng phần tử. N có rồi thì mới có thể gọi hàm nhập mãn A N phần tử. Sau đó xuất mãn A N phần tử. Giả sử bài có thêm một cái mãn B M phần tử nữa, thì cũng cho nhập M xong, muốn nhập mãn B chỉ việc gọi nhập mở ngoặc B phẩy M.
Rồi muốn xuất mảng B thì xuất mở ngoặc B phẩy M. Tức là bạn tái sử dụng là cái việc nhập xuất rất nhiều lần. Được chưa? Rồi bây giờ mình kiểm chứng cái chương trình của mình thực hiện cũng có giống như là cũng cho nhập rồi cho tính cho xuất các phần tử ra hay không nha. Control F5. À xin lỗi, tôi nhấn nhầm cái lệnh để nó tắt cái màn hình. Rồi đây, nhập số lượng phần tử thực tế. Ví dụ nhà nhập sai âm 1 là nhập lại đúng không? Ví dụ 4 đứa. Thì đây nó vào hàm nhập rồi nè, nhập 4 số nguyên. 3 12 7 9. Rồi, đây nó xuất mảng, mảng đang lưu trữ 3 12 7 9. Được chưa? Thì cái khâu mà từ 3 12 7 9 này là khâu của xuất mảng. Xuất xong nó xuống dòng nè. À, như vậy là để thực hiện các công việc này thì bạn thấy rõ ràng sao? Mình cũng tiến hành tương tự giống như cái đoạn kia, chẳng qua chỉ là đoạn chương trình nào được tách hàm thôi. Đó là cách thứ nhất. Cách thứ hai, bây giờ tôi muốn nhập cái số lượng phần tử thực tế ở trong cái hàm nhập luôn. Tức là lúc đó tôi đặt tên giả sử là nhập 1 đi, cũng nhập cho mảng A. Nhưng mà N được nhập ở trong đây, cho nên đồng nghĩa với việc mình trả tham biến trở về để cho cái số lượng phần tử nó làm sao các bạn? Nó được ghi nhận lại cho cái bên nơi gọi hàm. Rồi xuống dưới đây tôi đi định nghĩa là tôi gom hai cái anh trên lại. Bây giờ thì đi xuống đây thì thay vì bình thường nhập á, chỉ có chạy vô nhập bao nhiêu đứa, nhập n đứa thôi. Bây giờ mình đưa luôn cái đoạn đó là gì? Nhập số lượng phần tử cộng. Đúng chưa? Đó. Để tôi bê vô trong đây. Đó, có n. Thì đầu tiên xử lý nhập. Nhập xong thì sao? Tiếp tục làm cái việc đó là cũng là gì? Nhập tất cả một lần đúng không? Tức là tôi copy đi cho nó nhanh. Như vậy bê vào trong đây. Như vậy cái đoạn này là xử lý cái gì các bạn? Nhập số lượng phần tử thực tế và n được thay đổi giá trị, n trả tham biến, cho nên bên nơi gọi hàm không cần phải cho nhập n trước mà gọi thẳng luôn, tại vì cái thằng n ở bên hàm nhập 1 á, nó sẽ chạy qua địa chỉ của cái thằng n bên hàm main để nó nhận giá trị ngay tại vị trí đó. Phải chưa? Rồi vậy như vậy mình thực hiện còn lại y chang. Thì bây giờ cấu trúc chương trình, kết quả chương trình thực thi cũng vẫn tương tự giống như lúc này. Rồi, đây, cái nó sẽ báo cho bạn nè. Cái giá trị n này nó nằm ngoài cái phạm vi được khai báo khởi tạo. Rồi bây giờ tôi chọn ignore thì nó sẽ tắt. Bây giờ bạn mới nhìn. Đây, n đầu tiên nó nằm như thế này. Xuống phía dưới đây, cái hàm nhập 1 của bạn á, nó nói là n nhận vào trong cái trường hợp này thì cái lỗi hồi nãy của mình nó có một cái warning. Đó là lỗi warning C4700, nó nói là giá trị này không được khởi tạo khi trong trường hợp dùng cái giá trị của thằng n. Thì ở đây là sao các bạn? Do tôi chưa có gọi hàm mới, tôi gọi hàm nhập. Thì cái hàm nhập hồi nãy là thằng N này á, nó có giá trị chưa? Chưa. Nó chưa có giá trị thì nó là giá trị rác. Cho nên nó vô cái hàm nhập này nè. Nó là cái điều kiện nhập bao nhiêu số thì có phải là lúc này nó lấy giá trị rác nó dục ra. Cho nên cái không phải lên nó báo lỗi, nó nói cái anh này chưa được khởi tạo giá trị. Như vậy trong trường hợp mà muốn dùng như vậy thì tức là mình phải gọi hàm gì? Hàm nhập 1. Phải chưa? Thì tức là vô trong N sẽ được nhập giá trị. Như vậy bây giờ cần cho F5 nè. Rồi, số lượng phần tử thực tế đó nó vô rồi đó. Nó vô hàm nhập 1 luôn rồi. Ví dụ 3 đứa. 3 số nguyên. 4. 5. Âm 9. Đây. 4, 5, âm 9. Như vậy là đây là hai cách để bạn có thể hiện thực cái công việc đó là gì? Nhập. À, vậy nhớ. Nếu mà nhập mà truyền N là tham trị thì phải làm sao? Phải cho nhập cái số lượng phần tử trước bên ngoài. Còn nếu N mà là tham biến thì phải làm sao các bạn? Được phép cho phép nó nhập ở bên trong. Rồi, có ai thắc mắc gì cái đoạn này không?
Rồi, bây giờ nếu mà không ai thắc mắc, cô nói thêm một cái hàm tính toán cơ bản nữa, rồi để cho các bạn làm việc. Ví dụ như bây giờ là hàm mà cô sẽ xây dựng thêm cho bạn hai hàm. Một hàm tìm giá trị nhỏ nhất trong mảng và một hàm nữa đó là cái hàm kiểm tra đi. Kiểm tra coi mảng của mình là nó có số chẵn hay không. Hôm trước mình viết trong main rồi phải không? Bây giờ mình tách hàm. Đầu tiên đó là hàm tìm giá trị nhỏ nhất trong một mảng một chiều cách số nguyên. Thì giá trị nhỏ nhất thì của mảng số nguyên thì chắc chắn nó cũng là số nguyên, đó là kiểu trở về. Anh này là ví dụ như là tìm min, đúng không? Tìm min trong cái mảng nào? Bao nhiêu phần tử? Vì rõ ràng tìm trong mảng nào bao nhiêu phần tử, tìm xong số lượng phần tử không có đổi. Cho anh này sao? N là được. Phải không? Không có cần N tham biến, tại vì N trước hay sau cái hàm tìm min số lượng phần tử cũng y chang. Mình không có thay đổi số lượng phần tử của mảng. Còn với cái hàm đó là kiểm tra coi mảng có số chẵn hay không, thì mang tính chất kiểm tra thì có hai trạng thái. Một là trở về theo kiểu luận lý là kiểu bool. Lúc nào thì return true, lúc nào return false, và nhớ return thì là nó ngưng hàm, tức là những lệnh còn lại là nó không thực hiện. Hình thái thứ hai làm việc, bạn có thể đọc tài liệu bạn thấy đó là nó cho trở về kiểu int. Tại vì cái thằng mà nền tảng trước của C cộng cộng của mình là thằng C đó, nó không có kiểu bool. Muốn xài nó là phải thêm cái thư viện stbool vô. Bây giờ nếu như mà trong trường hợp cài đặt thì cái nguyên thủy nguyên gốc nhất là vẫn xài int cho cái việc là kiểm tra trả về, nhưng mà nó lợi dụng cái tính chất đó. Nếu như return không, tức là tương đương với lại việc là false ở trong cái biểu thức câu lệnh điều khiển rẽ nhánh, để khi bạn kiểm tra bạn check cái kết quả trả về đó. Còn nếu như khác không thì tức là true. Cho nên nếu như cài đặt cái việc kiểm tra, nó còn có cách thứ hai là cho trả về kiểu int, nhưng mà nếu muốn trả về là false thì nó trả về không, còn trả về true thì nó trả ra con số khác không. Cho nên thường người dùng nó lựa chọn ra con số đó là số 1, à miễn sao khác không, nó là như vậy. Rồi vậy cái anh đó thì giả sử tôi cho kiểu bool đi. Bool thì anh này đó là cái gì? Đó là kiểm tra chẵn, đúng không? Kiểm tra mảng có số chẵn ha, hoặc là ví dụ như là kiểm tra có chẵn đi. Đó, có chẵn thì cũng kiểm tra trong mảng nào, bao nhiêu phần tử, đúng chưa? Đó là hai cái hàm mình xây dựng thêm. Rồi bây giờ đi xuống phía dưới, tôi definition cho nguyên cái cụm này. Rồi tìm min giờ sao? Bây giờ tìm cái giá trị nhỏ nhất, phải không? Như vậy cứ khai báo trước một biến min bằng a thứ không, đúng không? Đầu giải thuật toán hôm trước đó. Bắt đầu so với tất cả những đứa còn lại thì bỏ đứa đầu tiên ra khỏi tốn lần lập, cho nên y bắt đầu từ một. Tại vì nếu y bằng không á, a không so với min cũng quệ vốn, tại vì mới vừa gán a không cho min xong, cho nên mình bớt được một lần lập. Như vậy y bắt đầu từ phần tử thứ hai đi cho đến đứa cuối cùng y ta. Mỗi lần vậy, nếu nó đang là nhỏ nhất mà nó còn lớn hơn một con AI nào đó thì tức là AI đó mới là nhỏ nhất, tức là cập nhật min bằng AI. Sau khi chạy hết vòng lặp thì mình sẽ ra return về cái min, nó chính là giá trị nhỏ nhất trong giải. Vậy kiểu trả về phù hợp. Tới cái hàm kiểm tra chẵn, bạn xài lá cờ cũng được, còn không vô đây khỏi cần xài lá cờ, nó sẽ đỡ rắc rối hơn trong min. Giống như hồi sáng mình làm ở đây là chỉ cần tới trường hợp nào có là mình chọn ngưng hàm, ngưng hàm bằng lệnh return, đúng chưa? Như vậy tôi chỉ việc là gì, tôi chạy từ đầu mãi chạy đến cuối, hoặc anh này chỉ cần có hay không, cho nên đứa nào thích chạy ngược cũng được. Nếu có một con AI chia hai mà bằng không, tức có một đứa AI là số chẵn, thì là nó có chẵn rồi phải không? Nó có chẵn thì mình trả về liền, đó là return true. Còn chừng nào nó chạy hết nguyên cái mảng này nha, mà nó không có được lần nào return true, tức là mình return false, tức là không có đứa nào chẵn hết. Thì nhớ cái return này là khi kết thúc cái for thì mới return false. Ở đây không có ai để câu là if a phần trăm 2 bằng 0 return true else return false nha, là sai á. Tức là lần lặp đầu tiên là một là về true, hai về false và nó ngưng hàm rồi. Còn anh này là mang tính chất có một đứa trong giải này mà chẵn thì mới ngưng ngưng hàm, trả kết quả là đúng. Còn nếu như cả nguyên toàn bộ cái mảng này không có AI nào chia hai dư không thì mình trả về là false. À, như vậy đó là cái cách tính toán. Rồi bây giờ dựa trên đó trong main nè, mình vận dụng nè. Bây giờ xuất mãn xong rồi, tìm giá trị nhỏ nhất, đúng không? Thì nó có kiểu trả về. Bạn xuất thẳng luôn cũng được. Tức là ví dụ như cái gì đây, CL mãn có giá trị nhỏ nhất, hoặc là ví dụ giá trị nhỏ nhất trong mãn là gì? Tìm min của mãn A N phần tử. Rồi, đúng chưa? Tại mình không có cần lấy min này làm gì hết, còn nếu cần thì lấy.
ha, đem đi tính toán gán vào biến gì đó. Còn tới trường kiểm tra coi mảng có số chẵn hay số lẻ, à xin lỗi, có mảng số chẵn hay không, thì nó trả về true false, cho nên đặt nó trong một cái cấu trúc điều khiển. Nếu cái kết quả của cái việc đó là kiểm tra có chẵn à, của mảng A n phần tử mà kết quả trả về là true, mà là true thì tôi viết tắt, được chưa? Thì tôi sẽ trả lời câu đó là gì? Mảng có số chẵn. À, còn ngược lại thì tức là gì các bạn? Mảng sao không có số chẵn, tức là nó trả về phone. Rồi, đó là cách kiểm tra. Tương tự, nếu hồi nãy ai để cái này là kiểu INT, nếu là INT thì ngay đây phải là return 1 hoặc là một con số khác không. Còn cái anh return phone thì phải là return 0 ha, để cho nó hiểu cái giá trị. Thì cũng là in thôi, nhưng mà bạn đặt vào trong cái câu lệnh điều khiển rẽ nhánh thì bằng không nó là true, khác không nó sẽ là gì, là false, cho nên vẫn để như vậy được, không sao. Cho nên nếu như mà đọc cái việc kiểm tra mà thấy họ trả về kiểu INT thì cũng đừng thắc mắc. Rồi vậy như vậy đó là những cái việc gọi gọn nhẹ đẩy cái chức năng của hàm để phục vụ cho cái việc các cái công việc trong mảng một chiều. Rồi có ai thắc mắc cái gì không? Rồi nếu không thắc mắc gì hết thì bây giờ các bạn làm bài tập nha. Rồi bây giờ vận dụng cái anh đó thực hiện các bài tập như sau. Dĩ nhiên đã có hàm nhập hàm xuất rồi, viết chung trong một hàm cho dễ. Một xíu nữa cô sẽ hướng dẫn cái việc đó là dùng menu để kiểm soát các chức năng sau. Bây giờ lo viết để có thể gọi hàm nó thực thi được trước đi. Câu số 1, dĩ nhiên mảng nó phải có nhập xuất rồi nha. Viết hàm kiểm tra xem là mảng số nguyên có tồn tại giá trị không hay không, được chưa? Nếu như mà có thì trả về một, ngược lại trả về không tức là có số không thôi. Rồi bài số 2, tìm một cái đoạn AB tức là từ A đến B, sao cho đoạn này chứa tất cả các giá trị trong mảng một chiều các số nguyên, tức là ví dụ như cái mảng một chiều của mình đang là 8 rồi lại 6 ha, 8 6 rồi 7 rồi cái lại 11 rồi cái lại là 4. Giả sử mảng có 5 phần tử vậy đi, thì cái đoạn AB là đoạn mà nó chứa tất cả những giá trị của mảng, tức là những đứa trong này nè phải nằm trong cái đoạn đó, thì chắc chắn nó chính là đi từ min cho đến max của cái mảng của mình. Thì min bây giờ là thấy là 4 đúng không, thì chắc chắn A nó sẽ là 4 đó, max này là nhiêu, là 11 đó. Nhưng mà chắc chắn cái đoạn này của mình nó là đoạn từ 4 tới 11 à. Đó là câu số 2. Câu số 3, viết hàm liệt kê các giá trị âm trong mảng một chiều các số nguyên.
Tức là ví dụ cái mảng của bạn mà nếu như mà nó là 6, là âm 8, là 7 thì tức là thêm đứa nó đi, ví dụ như âm 5 thì liệt kê những đứa, tức là xuất thẳng ra đó, nói hàm liệt kê tức là hàm xuất thẳng ra màn hình console thì bạn sẽ xuất ra là có trừ 5 với trừ 8. Tuy nhiên bạn phải xử lý cho cô thêm cái việc đó là khi nào mà nếu có số âm á, thì giao diện của nó sẽ là các số âm trong mảng là hai chấm, ví dụ như trừ 5 cách ra trừ 8. Còn nếu như không có số âm thì báo ra cho cô cái câu, chứ không có được xuất cái câu các số âm hai chấm rồi cái bỏ trống nha. Mà nếu không có số âm thì phải báo rằng câu đó là gì? Mảng không có số âm. Tức là phải xử lý cái giao diện cho nó đàng hoàng trong cái hàm liệt kê này. Còn tương tự câu số 4 đó thì nó kêu liệt kê các giá trị thuộc một cái đoạn, nhưng mà mảng này phải là mảng số thật. Cho nên cho một cái đoạn XY đứa nào nằm trong phạm vi đó. Cái con AI đó thì xuất nó ra. Cũng tương tự có khả năng cũng có đứa nó không có nằm trong cái đoạn này. Tức là trong mảng không có đứa nào nằm trong cái đoạn này hết. Như vậy bây giờ các bạn sẽ thực hiện cho cô bốn cái chức năng này. Được chưa? Còn dĩ nhiên cái hàm nhập xuất hồi nãy có rồi. Bây giờ thực hiện bốn cái chức năng. Rồi, có gì thắc mắc với bốn chức năng này không trước khi làm bài này? Rồi, không ai thắc mắc gì hết đúng không? Không ai thắc mắc, bây giờ làm bài nha. Rồi, bây giờ cho thời gian làm. Bây giờ trong thời gian làm thì muốn share màn hình nào? Cái màn hình cái đề hay là cái màn hình cái code? Cô mở đề em chụp lại thì cô xem code không? Rồi. Từ từ. Bây giờ vậy đi, để cô copy cái đề qua bên cái file code luôn đi ha. Cho dễ được không? Tôi copy 4 câu qua thôi. Hình con C rồi từ từ để tôi share cái màn hình code để cho các bạn theo cho kịp. Đây. Rồi, bây giờ cài đặt cái chức năng nè. Rồi cho nguyên cái đoạn này comment ha, đó. Đây. Đây cái đoạn mà màu xanh xanh comment nè. Viết hàm kiểm tra mảng gì đó. Đó, bài số 1 nè. Đây bài số 2, bài số 3, bài số 4 nha. Rồi nốt luôn cho dễ nhớ. 2 nè. 3 4 nè. Rồi. Đó, đó là đề. Rồi còn các hàm phía dưới, có ai thắc mắc cái hàm nào cần cái gì thì nêu. Rồi được chưa? Rồi làm bài nha. Bây giờ là coi như cho 2 giờ đi. Rồi, 4 yêu cầu này. Rồi cho 30 phút làm. Tới 2 giờ 30 ha, sau đó sẽ sửa, rồi sau đó mình sẽ đi qua cái chức năng tiếp theo là thêm xóa rồi nâng cao một xíu và mình tìm cách mình xây dựng menu theo dạng cơ chế menu để gọi các chức năng thay vì lúc nào cũng phải chạy add này add từ trên xuống. Đúng chưa? Rồi, 30 phút làm bài.
Rồi, làm xong chưa? Tới bài số mấy rồi? Bây giờ sửa cái bài số 1 với bài số 2 trước nha. Rồi sau đó rồi tiếp tục bài 3 với bài 4 sau. Bài số 1 có bạn nào xung phong rồi, bạn Huyền. Rồi bạn có thể xem màn hình của bạn. Cho em xem ạ. Dạ, cô thấy chưa? Rồi nó đang qua. Rồi bạn xin cái code to lên xíu. Rồi, bạn kéo tới cái hàm kiểm tra đó đi, rồi sau đó bạn demo chương trình xong. Em demo nha cô. Rồi zoom to cái màn hình lên lên bạn. Dạ. Cũng đè control đẩy con lan con chuột đi lên. Rồi ví dụ nhập mã nhiều nhiều 6 phần tử đi. Rồi đầu tiên đó là nhập nó có số 0. À, tức là nói chung mảng có số 0. Đừng có nhập ngay phần tử đầu tiên, ví dụ hồi lỡ rồi thì cứ nhập thôi. Ví dụ có thêm đứa số 0 nữa đi. Anh nhờ. Anh nhầm nha con. Chỉnh cái giao diện lại đi bạn. Cái giao diện kết quả nó dính chặt lấy cái phần xuất mãn rồi. Rồi Con. bây giờ thử trong trường hợp mạng không có số 0 đi. Ra đây Không, ạ. với lại màn hình. Rồi bây giờ là ngồi điều chỉnh lại mấy cái coding style nè. Phía trước dấu phẩy đâu có ai mà phía trước dấu phẩy hay dấu chấm phẩy đâu có ai mà gõ khoảng trắng ra đâu. Ở trên cái viết trong cái hàm kiểm tra của bạn kìa. In A cặp dấu ngoặc mốc thì phía trước dấu phẩy không có ai có khoảng trắng hết á, nó giống như trang hồi đó các bạn học tiếng Việt của các bạn mà các bạn đi viết chính tả viết ngữ pháp á. Rồi phía trước dấu chấm phẩy cũng không có ai có khoảng trắng mà sau đó người ta mới có Dấu chấm phẩy dấu chấm phẩy trong vòng loạt for kìa. à, em thấy rồi. Thì những cái lỗi này các bạn tập nhớ, tại vì sau mai mốt có một số ngôn ngữ các bạn làm việc thì các bạn bỏ dư khoảng trắng á, là nó cũng không có được chấp thuận nha, đó là cái điều lưu ý. Rồi cảm ơn bạn Lê Thị Ngọc Huyền, hôm trước có dấu trừ đúng không, Dạ đúng rồi con. vậy xóa dấu đó nha. Dạ em cảm ơn. Rồi đó là bài số 1. Bài số 2 các bạn nào xung phong bài số 2 không? Bài số 2 là tìm cái đoạn AB, thực tế đoạn AB này A nó chính là giá trị nhỏ nhất đúng không? B nó chính là cái giá trị lớn nhất. Như vậy thì bạn xây dựng một cái hàm, bạn có thể có hai cái hàm trước đó là một cái hàm tìm min với một cái hàm tìm max đi. Rồi ở trong cái hàm mà tìm cái đoạn AB này á, thì bạn có hai cách. Một á, là bạn trả thẳng kết quả AB ra ngoài, tức là bạn CL thẳng dựa trên cái việc A chính là giá trị nhỏ nhất, B chính là lớn nhất. Cái cách thứ hai là bạn trả về giá trị AB này, nó là một cái tham số hình thức ở trong hàm, tức là nhưng mà trả nó theo kiểu là thăm viếng, tức là hàm bên ngoài của mình nó main muốn gọi đó thì bạn cũng phải có hai cái đứa A với B rồi nó nhận cái giá trị đó trả về.
phải chưa? Rồi lúc đó dựa trên giá trị trả về thì mới xuất kết quả ra. Rồi bạn nào xung phong câu số 2? Rồi bạn Phạm Tiến Dũng. Rồi xem màn hình đi bạn. Giờ có thấy chưa? Rồi thấy rồi, nhưng mà phóng to cái màn hình lên một xíu bạn ơi, cái code á che bớt mấy cái màn hình như thanh Solution Explorer với là cái thanh Arrow List đi, gom gọn nó lại, nó có biểu tượng hình giống như đó là cái cây đinh đó, thì thu gọn nó vô. Rồi người ta đang kêu xây dựng hàm, cái hàm mà tìm cái giá trị đoạn AB, chứ người ta đâu có kêu là viết cái giá trị đoạn AB đó trả ra trong main đâu, cái hàm của bạn để xử lý cái đoạn AB đâu. Bây giờ bạn chỉ có hai cái hàm min với max thôi. Nhầm. Như vậy thì bây giờ xử lý làm sao? Chứ bây giờ là coi như bạn để như vậy là trong main rồi. Phải có một cái hàm người ta yêu cầu mà. Viết một cái hàm tìm đoạn AB, như vậy cái hàm đó chính là cái hàm tìm đoạn AB. Bạn Đào Lâm Anh là bạn này hồi nãy giờ có học không cả lớp? Hay là giờ nó mới vô vậy? Nãy giờ thấy cái tin nick đâu có thấy Đào Lâm Anh. Dạ có cô, mà do bạn bị cúp điện là bạn có dán em không? Rồi bây giờ bạn Dũng xây dựng một cái hàm đi, cái hàm nó nhận nhiệm vụ đó là nó nhận vào cái mảng với là số lượng phần tử gì đó, rồi trong cái hàm đó bạn trả ra cho cô hai giá trị của cái đoạn mà bắt đầu với là kết thúc, tức là giá trị bắt đầu, giá trị kết thúc trong cái đoạn mà chứa các phần tử đó, tức là trả nó về theo cơ chế của thăm biến đi, rỡ bên main đó khai báo hai đứa để nhận được chặng đầu với chặng cuối. Rồi bạn mới lấy cái chặng đầu chặng cuối để bạn xuất ra, tại vì người ta kêu mình xây dựng hàng. Tức là xây dựng hàm trả về hai giá trị của A với B đúng không cô? Của hai cái giá trị chặng dưới và chặng trên, mà miễn sao cái chặng đó là nó phải có chứa tất cả các giá trị của mảng là phải nằm trong cái chặng đó. Tìm giá trị thì cái này nó trả về cho bạn là phải có giá trị chặng dưới và chặng trên, thì bây giờ nó trả về tới hai giá trị rồi, làm sao bạn lại cho nó trả về là kiểu int, có tới hai thông tin cần trả về, thì bây giờ bạn trả về cái int đó là trả về đứa nào? Thì hàm này trả về kiểu gì? Rồi. Rồi bây giờ cái giá trị mà của cái chặng dưới với chặng trên trả về cho main thì bây giờ nó trả về kiểu gì? Trả về cho mình trả về kiểu kiểu in luôn. Là kiểu y, nhưng mà tôi nói bây giờ chặng dưới và chặng trên của nó thì bây giờ bạn phải trả về cho bên cái thằng nơi gọi hàm. Thì như vậy trong hàm này bây giờ thiết kế làm sao để có thể trả về được cả giá trị chặng dưới lẫn chặng trên? Nãy mới nói xong trả về theo cơ chế thăm biến thì lúc đó thì phải thay đổi như thế nào?
Cả về làm sao? truyền truyền thám biến không? Thì đang nói là truyền thăm biến thì tôi mới hỏi là bây giờ truyền vào sao? Cái N nó có ảnh hưởng gì đâu em. Cái N là số lượng phần tử của mẫu, nó dính cái gì, nó thay đổi cái gì so với là cái việc chặn dưới với chặn trên đâu. Anh làm hàm một cách lung tung nha. Anh mở tôi coi cái hàm tìm giá trị âm ở bên trên coi. Hàm tìm giá trị âm ngay phía trên của anh, ngay cái hàm anh đang viết kìa. Anh viết hàm anh còn không nhận ra. Cái này là cái gì? Này là bài khác đó đúng không? Xử lý Là xong yêu cầu rồi, xíu thế nào và cũng xử lý sai rồi đó. Đóng cái hàm đó lại đi, nhìn là thấy sai rồi. Bây giờ quay trở lại cái hàm đó là tìm giá trị nè, bây giờ phải trả về được giá trị chặn dưới và chặn trên. Thì bây giờ nếu không có thì phải đưa nó vào là hai đứa tham số hình thức và hai đứa đó là thăm biến, thì đặt tên hai đứa mới nữa đi. Học tới bây giờ rồi mà trả về thì nó phải trong tham số hình thức. Tham số hình thức ở đâu? Học xong cái phần hàm rồi tới bây giờ nói như vậy vẫn không hình dung được. A có trùng tên chưa? Bây giờ nếu trả về là phải trả về thăm biến thì trả về làm sao? Rồi bây giờ bạn làm sao đó tôi không biết. Thằng X chính là cái giá trị nhỏ nhất của mảng này, còn thằng Y chính là lớn nhất. Bây giờ gọi gì? Thực hiện là làm sao? Có hàm nhỏ nhất chưa? Có hàm tìm giá trị nhỏ nhất của mảng chưa? được rồi. Vậy tại sao không xài đi vô đó gán bằng A không chi nữa? Anh rảnh vậy? Rồi gọi hàm đó rồi sao? Anh xì một cái tôi cho anh rớt luôn điểm giữa kỳ. Anh khỏi kiểm tra giữa kỳ tuần sau á. Ở ngay đó là giá trị trả về mà xì cái gì đâu đây. Bây giờ làm sao để có thể trả về được con x, nó chính là cái giá trị nhỏ nhất của mảng. Chậu tới đây rồi mà còn không biết lại. Rồi vậy trả về được chưa? CL cái gì ở đó em? Nói tôi nghe em định CL cái gì ở đó? Rồi bây giờ làm sao có giá trị? Phải trả kết quả cho người sử dụng chứ.
bỏ cho nếu return chấm phẩy tức là lệnh rỗng thì thôi return làm cái gì đâu. Thì bây giờ trong main chỉ việc gọi cái hàm này thôi. Thì coi như có hai cái giá trị XY đó, thì hai đứa đó chính là giá trị xuất ra. Thì bây giờ làm sao để gọi được cái hàm tìm giá trị của bạn? Bây giờ gọi hàm chưa? Dạ chưa. Thì bây giờ phải gọi hàm đi. Để làm sao gọi cái hàm đó? Cái hàm này còn truyền vào bao nhiêu tham số? Dạ 4. 4 thì bây giờ vẫn mới truyền có 2, làm sao nó thực thi được? Rồi bây giờ XY có giá trị chưa? Dạ chưa. XY chưa có giá trị hả? Vậy cho em gọi hàm xong thì XY nó có giá trị là bao nhiêu? Mà nếu không có giá trị thì nó có giá trị là gì? Em gọi hàm xong thì SE có giá trị chưa? Được rồi. Mã giá trị là mã gì? Là min với max của cái mảng. Bây giờ tới chừng muốn xuất ra cái kết quả thì giờ xuất sao?
cho các cái thể của mày. Rồi bạn kiểm chứng lại đi. Cần cho lớp 5 đi em. Dạ đang lỗi. Báo có lỗi gì? Mở qua có lỗi đi. View error list kìa. View error list lên. View error list, em đang mở cửa sổ Outlook mà. Rồi nó báo có lỗi gì? Đọc coi. Nhỏ quá bên đây không có thấy. Đọc cái lỗi đó cho nghe coi. Cái gì? Đọc cái lỗi mà nó đọc cũng lâu nữa. Cái chức năng của... Đọc nguyên cái câu tiếng Anh tôi nghe coi. Dịch trong được thì đọc tiếng Anh tôi nghe coi. Cô là function, function does not take a argument. Take for argument. Take for là gì? Dành là dạ, do 4. Biết nói nó đang yêu cầu gì đó. 4 tham số rồi đó. Hồi nãy có xài định nghĩa hàm trước không? Ôi xin lỗi, khai báo hàm trước không? Cái lúc khai báo đủ 4 tham số chưa? Chưa thấy chưa? Đó, làm ơn lớp tập cái thói quen đó là lớp đọc cái lỗi rồi dịch ra. Ví dụ không có dịch được nguyên câu thì cũng phải đoán loáng thoáng nó nói là gì. Do not take off gì đó, nãy nó đọc đó. For argument, argument là tham số đó. Nhưng mà bây giờ ý nó nói là có vẻ như là 4, nhưng mình bây giờ mình nghĩ vậy là cái hàm nó bây giờ nó đòi 4. Thì là tại nãy lúc bạn khai báo đầu tiên nó là 2, bây giờ bạn chỉnh sửa thành 4 thì nó thấy cái sự không đồng nhất giữa cái việc là số lượng argument của cái lúc khai báo và cái lúc định nghĩa. Rồi, thực thi đi. Các đồng chí lo học tiếng Anh nữa nha. Em muốn đi phỏng vấn các công ty không phải ngồi khơi khơi đâu nha, có gì nữa. Cái hàm void gì đó nữa đâu, fail tiếp tục, có cái lỗi gì nữa. Hồi nãy anh đi khai báo cái gì mà bây giờ nó lỗi tè le ra. Đọc lỗi coi. Lỗi đầu tiên á, đọc đọc lỗi từ trên xuống. Đọc lỗi là gì? Nhỏ quá, bên này tôi không có thấy đó, anh đọc giùm tôi cái đi. Bạn có zoom cái zoom code nè, cái màn hình error list hay là output nó không có zoom được. Nó báo lỗi gì? Khổ ghê. Redefinition. Cái gì? Different. Anh đọc cái nói được từ đó, tôi biết, tôi chết liền á. Chưa biết từ này. Re gì? Redefinition. Redefinition. Trời ơi, cái việc tái định nghĩa lại cái hàm. Definition, redefinition là tái định nghĩa lại hàm. Đi lên lại cho tôi coi cái hàm tìm hồi nãy đó, hồi nãy đi cho kiểu in kia kìa, kiểu vôi đi. Khổ ghê. Cái từ definition tôi đọc cả chục lần, cả mấy chục lần trong cái lúc học hàm rồi. Mà các đồng chí toàn kiến thức đó, là chỉ ít là ngoại ngữ cũng toàn tốt nghiệp cấp 3 không đó. Khổ ghê. In dịch lại đi, rồi zoom to cái màn hình này lên. Rồi bây giờ nhập mảng đi, nhập thoải mái đi, các giá trị phần tử đừng có quy luật nào hết á, rồi coi nó tìm ra được cái bảng XE của mình có phù hợp không. Rồi bây giờ là nhỏ nhất là nhiêu? Trừ 33 phải không? Lớn nhất 65 đúng không? Dạ. Nhập nhiêu trừ 33 đến 65 là chứa hết tất cả các phần tử có trong mảng. Được chưa ông tướng? Dạ. Em muốn tập cái thói quen đó là thứ nhất là tư duy phải nhanh lên, thứ hai nữa là anh về anh thêm tiếng Anh, anh ôn thêm tiếng Anh giùm tôi nghe. Yeah. Các bạn mà muốn thành công trong nghề, các bạn mà muốn đi vào công ty tốt, công ty đa quốc gia, đừng có nghe cái chữ công ty đa quốc gia thấy nó ghê gớm, không có gì hết á. Công ty siêu quốc gia đó là chẳng qua nó có công ty, nó có nhiều chi nhánh. Ví dụ giả sử chi nhánh bên Úc, chi nhánh bên Ấn, chi nhánh bên Đức, chi nhánh bên Mỹ, giả sử vậy.
thì những công ty đó, đó mức lương, cái này nói thực tế thôi, mức lương những công ty đó nó sẽ khác so với những công ty bình thường. Đây, cái này điển hình được chưa? Thì đối với những cái dạng thức đó các bạn muốn vào, đầu tiên nó phải test gì, bạn cũng phải có khả năng ngồi làm việc với các team của nó, team member của nó bên nước ngoài chứ, cho nên nó phải test bằng tiếng Anh. Đi vô khâu đầu tiên nó chưa test chuyên môn, nó test tiếng Anh rồi đó, nó test cái communication, tức là cái khả năng giao tiếp của bạn đó. Đi vô mà nó mới hỏi là ôi giới thiệu rồi này kia, mày giới thiệu gì mày đi, cái ngồi nghe không ra câu đó là thôi rồi đó. Cho nên bây giờ là phải sao, nguyên nhân tại sao học đi kèm với tiếng Anh. Cho nên các bạn thấy à, tôi báo luôn, cái tỷ lệ mà học sinh viên khối ngành công nghệ thông tin mỗi năm rất cao, thi vào rất cao. Không tin đi coi thống kê là coi mỗi trường mỗi năm tuyển nhiều, nhiều sinh viên vô học lắm. Nhưng mà tại sao cứ hễ học là sẽ có những tình trạng gì xảy ra? Sẽ có tình trạng là cái đứa nó học xong ra trường nó không tìm được việc làm, cũng bình thường thôi. Hoặc ví dụ nó cũng ra trường đó, nhưng mà tại sao nó không vô được mấy công ty ổn hơn, mà công nghệ thông tin các thị trường người ta luôn luôn la làng là người ta thiếu. Tại vì sao? Tại các bạn có đáp ứng đủ khả năng của người ta không, đáp ứng được chuyên môn kể cả lẫn về ngoại ngữ. Còn khi các bạn có ngoại ngữ, các bạn có chuyên môn, cộng hưởng hai thứ đó lại, không có cái đường nào mà bạn không thành công được hết á, tôi nói thiệt. À, cho nên đó là nguyên nhân tại sao tận dụng 4 năm rèn những cái đó. Bây giờ có sợ đi chăng nữa cũng phải học. Đừng có nói em sợ tiếng Anh. Ờ, yên tâm, tới lúc đó nhiều khi bạn làm việc với mấy đứa bên bên Hàn, bên Thái, bên Ấn, ô tụi nó cũng nói tiếng Anh như mình thôi, chứ nó có phải ngôn ngữ mẹ đẻ của nó đâu. Nó nói tiếng Anh nó cũng sẽ làm sao, trên cơ sở là nó có thể giao tiếp sao cho người khác hiểu được. Thì cũng phải biết những cái từ cơ bản, cũng phải biết cách đọc, cũng phải này kia kia nọ. Chứ nhiều khi ví dụ giao tiếp đã không được rồi, bây giờ đọc luôn cả cái bất, cái lỗi đang hiện trên cái màn hình của coding mà đọc còn không ra nữa, thì làm sao mình sửa được cái bất, phải chưa? Thì mới nói, cho nên đó là bây giờ phải ráng, không có đường nào không ráng được hết. Cái đồng chí Trương Vina này sao giờ này mới xin vô đây không biết, nãy giờ có học không hay là rớt mạng Sao rồi? hả? Bạn bị đốt sao? Đấy bạn thoát ra. Rồi, bạn Dũng là không có cộng nha, đồng chí chậm quá nha, đồng chí nha. Dạ. Rồi, bây giờ điểm danh cái đi rồi cho giải lao xong vô đi tiếp ba cái hai cái câu còn lại. Sau khi đi hai câu còn lại xong đó thì mình sẽ qua cái việc đó là thêm xóa với lại các chức năng nâng cao hơn. Làm kịp như thì làm, còn không thì mai mốt tới chừng mà đi học thực hành đó thì lúc đó thì giải quyết tiếp. Rồi, điểm danh. Rồi, ai có thì bật mic giùm nha. Nguyễn Duy, Dạ có. Nguyễn Xuân Thao, vắng ra Nguyễn Tiến Lộc, Dạ có. Lê Vũ Bình An, Dạ có. Đào Lam Anh, Dạ Nguyễn Việt Anh, có. Phạm Ánh, Dạ có. Nguyễn Cảnh Bảo. Nguyễn Cảnh Bảo vắng à. Lê Kiều Trinh, Dạ có. Sang Bủ Dinh, Dạ có. Lê Giang Thùy, Lê Giang Thùy Dung. Dạ có. Cảnh Bảo có đúng không? Liễu Nguyễn Ngọc Dung, Dạ có. Ngô Thị Hồng Duyên, Dạ có. Tô Thị Mỹ Duyên, Dạ có. Võ Thị Thảo Duyên, Dạ có. Phạm Tiến Dũng, Dạ có. Phan Thị Thùy Dương, Dạ có. Nguyễn Phạm Xuân Đan, Dạ có. Lê Thành Đạt, Dạ có. Thân Hồng Giang, Mai Ngọc Giào, Dạ có. Dương Thị Ngọc Hân, Dạ có. Lê Nguyễn Ngọc Hân, Dạ có. Phạm Hồng Hân, Dạ có. Huỳnh Thị Thanh Hiền, có Huỳnh Thế Hiển, Huỳnh Thế Hiển vắng à, Phùng Thanh Hiệu, Dạ có. Chu Gia Huy vắng, Lâm Quốc Huy, Dạ có. Nguyễn Gia Huy, Dạ có. Lê Thị Ngọc Huyền, Dạ có. Nguyễn Thị Thu Huyền. Cô ơi, bạn đó cúp điện có gửi mail cho cô không? Rồi, Bạn tôi đó check có. sau. Dạ. Tôi check sau.
tại vì hôm nay nhiều việc, hôm nay chưa có chat mail nổi, một đống việc. Võ Huỳnh Xuân Hương. Dạ có. Võ Thị Mai Hương. Dạ có. Nguyễn Quốc Khang. Dạ có. Trương Quốc Khang. Thắng ra Đỗ Nhật Hoàng Khanh. Dạ có. Hoàng Minh Khoa. Vắng Lê Khánh Linh. Dạ có. Võ Phương Linh. Dạ có. Nguyễn Thành Lộc. Dạ có. Nguyễn Thị Ngọc Mai. Dạ có. Phạm Thị Thanh Mai. Dạ có. Hoàng Hữu Minh. Dạ có. Lâm Thị Diễm My. Dạ có. Trương Vina. Đó. Trần Kim Ngân. Trần Kim Ngân. Quán Ngân. Nguyễn Hoài Ngọc. Dạ có. Lê Thị Minh Nguyệt. Lê Thị Minh Nguyệt. Dạ có. Đào Thị Thanh Nhã. Dạ có. Hồ Trọng Nhân. Dạ có. Võ Thị Ngọc. Dạ có. Hứa Thái Kim Dung. Dạ có. Nguyễn Nam Triều Tiên. Dạ có. Lại Anh Trung. Dạ có. Trần Thanh Trúc. Dạ có. Hà Vân Yến. Dạ có. Đặng Vạn Như Ý. Dạ có. Trần Tấn Đạt. Trần Tấn Đạt. Bắn ha. Phan Thị Hồng Nhi. Phan Thị Hồng Nhi. Bắn. Rồi bây giờ giải lao. Giải lao xong vô sửa tiếp 3-4 rồi đi tiếp các bài còn lại ha. Cô ơi, có bạn Kim Ngân cô. Bạn sao? Bạn, có bạn Kim Ngân á. Hồi nãy cô chưa thấy trong khung chat đó cô. Trần Kim Ngân hả? Phải không? Rồi Trần Kim Ngân. Rồi có đồng chí mới xin zone vô. Đồng chí Hoàng Minh Khoa là nãy giờ có học không lớp? À, nó zone vào vậy. Tao để ra cho nó vô xong mày hỏi nó coi. Nào nó vô chưa? Hoàng Minh Khoa. Cô ơi, nãy em chưa nhấn mic đấy, nhấn nhầm vào nút chỗ ao. Rồi, có... ok. Vậy là Hoàng Minh Khoa đúng không? Dạ vâng ạ. Rồi. Rồi, bây giờ giải lao nha. Còn ai xong yêu cầu bài số 3, bài số 4 thì có thể là qua trước yêu cầu bài số 5, số 6. Để cô thêm một loạt các yêu cầu này vào trong cái khung bài tập. Để cho các bạn, bạn nào mà có làm xong rồi đó, thì cho nó làm trước, nó tìm hiểu trước. Chứ để mất công nó ngồi nó cứ chờ. À, tốn nhiều thời gian, còn xíu sửa tới đâu được thì sửa. Rồi đây là yêu cầu tiếp theo nè. Đó. Đó là 5, 6, 7, 8, 9 đó. À. Cô hết cái dòng. Rồi. Có cái này thì cái câu này thì nó hơi dài. Cho nên đó là tôi cho xuống dòng nha. À, đó, anh này. Rồi, đó là một câu. Rồi, đó, anh này là 5 nè nha. 5 nè. Anh này là 6. Anh này là 7. Anh này là yêu cầu số 8. Và anh này là yêu cầu số 9. Rồi, đó, bạn nào mà xong rồi thì bạn có thể làm trước. Nếu trong trường hợp đã xong 3-4 rồi. Rồi bây giờ giải lao ha. Cho 20 phút giải lao. Giờ 3 giờ, coi như có 3 giờ 5 đi. Tới 3 giờ 25 nha. Xong rồi vô sửa tiếp. Rồi làm việc tiếp. Rồi giải lao.
Rồi tiếp tục nha các bạn. Bây giờ yêu cầu số 3, liệt kê các giá trị âm trong mảng một chiều. Các bạn nhớ hồi nãy cô có nói nó có giao diện đúng không? Khi nào mà có thì các bạn sẽ là gì? Các số âm trong mảng là hai chấm, rồi bắt đầu liệt kê từng con số ra. Tức là nếu ví dụ như mảng có -7 rồi -2 là số âm đó, thì cái câu liệt kê sẽ là các số âm trong mảng là hai chấm -7 rồi cách ra rồi -2. Còn nếu như trong trường hợp cái mảng của bạn mà không có phần tử nào hết thì bạn không có được xuất cái câu là các số âm trong mảng là, mà các bạn lúc đó sẽ chỉ xuất ra câu là gì? Mảng không có số âm. Tức là mình phải xử lý giao diện, chứ không phải lúc nào bạn cũng đưa cái giao diện ra cho người sử dụng là các số âm trong mảng là hai chấm, rồi có thì liệt kê, không có thì bỏ qua thì không được. Tức là cái việc đó mình đang làm cho cái giao diện của mình, nó dẫn đến cái việc đó là người sử dụng họ hiểu nhầm. Phải chưa? Như vậy khi nào có thì mới liệt kê. Và cái câu đó chỉ liệt kê một lần duy nhất thôi, chứ nó không phải là các số âm trong mảng là -7 rồi các số âm trong mảng là -5. Tức là hễ có số âm bạn lại xuất câu đó ra thì nó là sai. Như vậy mình phải kiểm soát. Ở cái lần đầu tiên khi mà gặp số âm á, thì mọi người mới làm gì? Mới xuất cái giá trị số âm. Nhưng mà trước đó phải có cái câu các số âm trong mảng là rồi xuất giá trị. Còn nếu lần thứ hai phát hiện là số âm thì không xuất cái câu các số âm trong mảng là nữa, mà chỉ việc xuất giá trị đó ra tiếp theo thôi. Như vậy bạn hoàn toàn có thể sử dụng một là biến đếm, hai là biến trạng thái lá cờ để bạn kiểm tra khi nào là cái thời điểm lần đầu tiên phát hiện ra cái số âm ở trong mảng. Ha, đó. Như vậy thì khi mà kết thúc cái việc vòng lặp đi xuất đó thì mọi người, một là nếu xài biến đếm thì chắc chắn là biến đếm, nếu mà kết thúc âm đó mà đếm vẫn bằng không thì tức là mảng không có số âm. Cho nên chắc chắn cái câu là các số âm trong mảng là nó không có được xuất hiện, thì lúc đó bạn mới xuất là mảng không có số âm. Còn nếu như mà đếm của bạn mà khác không thì chắc chắn là nó có xuất hiện rồi, thì không có xuất cái câu mảng không có số âm. Đó là cách dùng biến đếm. Còn nếu dùng lá cờ thì bạn check cái trạng thái của lá cờ. À, đó là cái cách để thực hiện. Rồi, có ai xung phong làm bài số 3 không? Rồi, bạn My. Bạn show màn hình đi bạn. Rồi bật cái mic lên, rồi xong rồi nói cái ý tưởng cho lớp nghe, xong rồi sau đó demo. Cô nghe không ạ? Rồi, đã nghe rồi. Rồi bạn giải thích đi. Dạ, đầu tiên là bây giờ mình sẽ cho nó vô và y bằng 0, y chạy bằng 0. Thì mình nhập một cái ấy vô á, thì mình kiểm tra nếu mà nó có giá trị âm thì một chút nó sẽ xuất ra giá trị âm, còn nếu mà không á, thì nó sẽ ấy, em dùng biến đếm. Như vậy thì cái câu là các số âm trong mảng là nó nằm ở đâu? Dạ, như vậy là luôn luôn cái câu đó nó đều được xuất hiện dù là mảng không có giá trị âm. Tức là câu đó sẽ luôn luôn có, luôn luôn sẽ là mảng có giá trị âm là hai chấm, cái nó không có gì hết, cái đi xuống dòng nó lại là mảng không có giá trị âm. Đúng không? Vậy giao diện bị sai rồi. Là nó xuất ra không có giá trị âm luôn chứ không có xuất ra câu này đúng không? Đúng rồi, tại vì lúc đó đã không có số âm thì bạn xuất ra cái câu mảng có giá trị âm là hai chấm rồi nó trống trơn rồi nó có cái gì đâu. Rồi đầu xử lý lại xem.
Rồi quay trở lại màn hình đi bạn, chỉnh sửa cái phần coding sai đi. Cái lệnh mà cao AI á, nó là ngang hàng với lại lệnh if chứ không phải là lệnh con. Nên đẩy cho nó đi ra. Rồi. Có ai thắc mắc gì cách xử lý này không? Nếu mà còn nhớ thì cách xử lý này đã hướng dẫn trong cái phần của lab 3, cái phần về câu lệnh lập đó. Tức là mình dùng tính chất của biến đến. Còn dĩ nhiên ở đây ai mà dùng lá cờ đó thì các bạn vận dụng cái cách xử lý hồi sáng, tức là đầu tiên nó cho lá cờ ví dụ nó bằng phone đi. Thì giờ đi vô trong nếu có AI mà nhỏ hơn không kiểm tra lá cờ. Bạn để cái màn hình lại bạn. Thì nếu như mà đi vào có một con AI nhỏ hơn không thì bạn kiểm tra trạng thái lá cờ ngay lúc đó. Nếu nó là phone thì tức là nãy giờ chưa có đứa nào là cái giá trị số âm hết. Thì bạn sẽ xuất ra câu các số âm trong mảng là 2 chấm. Rồi kết thúc cái đó thì bạn sẽ sao? Bạn xuất cái giá trị AI ra. Còn nếu như lúc đó mà trạng thái lá cờ là true thì mình không có xuất cái câu. Nha. Tuy nhiên sau khi xuất cái trạng thái cái câu đó là các số âm trong mảng là 2 chấm thì bạn cũng đổi luôn trạng thái lá cờ qua là true, tức là coi như bạn bật bạn nói là nó có rồi. Để lần sau khi mà gặp một con AI nữa nhỏ hơn không thì lúc này lá cờ của mình đã là true, tức là nó biết trước đó đã được bật. Như vậy đây không phải là số âm đầu tiên cho nên không có xuất cái câu đó ra. Được chưa? Rồi kết thúc cái vòng lặp thì kiểm tra nếu lá cờ còn là phone thì tức là nãy giờ nó chưa có đứa nào để nó bật lá cờ qua là true. Thì mình xuất là mảng không có số âm. Đó là cái cách mà mình vận dụng cái việc kiểm tra. Rồi, có ai thắc mắc gì với việc này không? Để một vài phút cho các bạn xem ha. Đó, những cái cách kiểm tra và check-in để sử dụng lá cờ hay là biến những cái biến giá trị dạng trạng thái á, được sử dụng rất nhiều lần trong lập trình ha. Rồi nếu không ai thắc mắc gì hết thì được rồi, cảm ơn bạn My. Lâm thì Diễm My đúng không? Kêu chỉnh sửa đúng rồi. Được cho nên nó là hôm trước có dấu trừ hả? Dạ đúng. Bỏ dấu trừ nha. Dạ. Lâm thì Diễm My. Rồi. Ok. Rồi, qua tiếp bài số 4. 3 xong rồi đúng không? Bây giờ là giả sử cái mảng này của mình mảng số thực. Như vậy bạn chỉ cần sửa cái giá trị lại thôi đúng không? Lúc mà khai báo đó. Mảng số thực, hoặc là giả sử như là các bạn viết một cái chương trình riêng thì nhớ cái mảng nó là kiểu float. Như vậy thì ví dụ các phần tử trong mảng là ví dụ như 7.2, 1.9, 5.63, rồi 8 chấm mấy gì đó. Nhưng mà có rất là nhiều con số nó có phần thập phần. Cái người ta sẽ nhập vào một cái đoạn XY. Ví dụ người dùng nó nhập X là bằng 5, Y là bằng 8. Thì tức là bạn phải tìm có tất cả những con AI. Đứa nào có cái giá trị từ 5 đến 8, dĩ nhiên. Nó là số thực cho nên có khả năng có nhiều số, phải không? Như vậy thì ví dụ như từ 5 đến 8 thì 5 cũng đúng nè, 5.1 cũng đúng, 6.2 cũng đúng, 7.9 cũng đúng, 8 chấm cũng đúng, nhưng mà 8.01 thì là không phải, tại vì từ 5 tới 8 thôi. Như vậy bạn cũng sử dụng cái tính chất liệt kê, đứa nào có liệt kê ra, cũng trả cái giao diện câu tương ứng các số nằm trong đoạn từ x tới y trong mảng là 2 chấm cái gì đó. Còn nếu như không có thì bạn cũng phải báo là sao? Không có cái giá trị số nào nằm trong cái đoạn XY mà người dùng đã nhập. Đó là tính chất của cái việc liệt kê. Rồi, có ai xuống form không? Rồi, Lam Anh. Show màn hình đi bạn. Rồi demo ở đâu cái hàm tìm giá trị của bạn đâu? Lớn hơn bằng A nhỏ hơn B. Nó từ X tới Y tức là có bằng luôn chứ bạn. Ví dụ từ 5 tới 8 đó là 5 cũng được mà 8 cũng được mà.
Cái dấu bằng để sau chứ không phải để trước. Rồi bây giờ nếu có, nếu là trạng thái bằng 1. Rồi. Rồi demo đi bạn. Dân to cái màn hình code lên mọi người. Số đầu 3, trời ơi, đi nhập cái nhập số thật chứ cô. Cái cô nhập luôn cái con số nguyên á thì chết nó đâu có đúng với lại test play đâu. Bản thì bản số thật mà. Rồi zoom to to cái màn hình lên cho bạn mình nó thấy coi. Rồi thấy cái gì không? Các giá trị nó dính chặt lấy nhau phải không? Dạ. Rồi bây giờ làm sao để cho nó cắt nhau ra đi chứ? Rồi nó sẽ cắt ra ở đâu? Ở cái việc đó là mỗi lần mình nó xuất cái giá trị AI, cái MI ra kìa. Thì nó xuất xong nữa là nó phải cắt ra chứ. Rồi chạy lại đi vậy. Rồi được chưa? Được chưa? Một tác giả sao hỏi thì nó không thèm trả lời luôn vậy ta? Dạ, về khoảng cách thì được. Rồi xong chưa? Bạn làm xong chưa? Hình như là nó có vấn đề mà đi xét điều kiện. Điều kiện sao? Không có nghe được tiếng bạn nói. Dạ. Cho con test lại lần nữa nha cô. Tại con thấy có vấn đề. Là test trường hợp nào bạn có thể quay ra cái máy một cái chỗ mà nó bớt cái âm thanh một xíu. Dạ. Tại vì là cái tiếng mình nói cái không ồn á. Đỡ hơn một xíu nhờ bạn ngồi gần cái mic của máy một tí. Rồi bây giờ bạn thấy nó bất ổn ở đâu? Dạ. Dạ do này em test trong mạng thì
em xin phép, em xin phép test lại một lần nữa nha cô. Dạ dạ. Cái này 1 với 12 phải có một cái. Dạ là nó không có xuất được cái giá trị, ý là mình có giá trị trong mạng nhưng mà chưa xuất được giá trị. Sao chưa xuất được giá trị? Chưa hiểu. À dạ hồi nãy em nhập test key là mình có là 1.0, 3.0 với 12.0 thì em cho giá trị thuộc đoạn là từ 1.0 đến 12.0 thì mình sẽ có là 3.0 nhưng mà nó không ra. Đâu bạn nhập lại coi. Xin to cái màn hình test lên. Từ từ để em. Cái gì mà nhập luôn từ đoạn nhỏ nhất tới lớn nhất vậy? Thì nó ra là 1, 3 với là 12 là phải rồi. À dạ dạ. Bây giờ đáng lẽ là ví dụ như cho 10 phần tử mà cho một cái đoạn nhỏ thì chứ là chỉ ra từng phần tử, còn bạn là bạn quất luôn từ giá trị nhỏ nhất đến giá trị lớn nhất của mảng thì cái mảng có bao nhiêu đứa đã ra hết phải rồi. À dạ. Em thêm một điều kiện là vậy giờ em chỉnh cái gì? Dạ em thấy xuất ba giá trị là ổn. Đấy là cô muốn em xuất một từng giá trị hả cô? Trời ơi, tôi hỏi nãy giờ tôi đang đợi đó là em nói là em làm xong chưa? Dạ rồi. Thì vậy là xong rồi chứ còn gì nữa. Hồi nãy tôi ngồi tôi giải thích là tại sao khi mà em nhập vô thì mảng em nó ra hết. Tức là tại vì em nhập thì giá trị min đến giá trị max thì nó có nhiều nó ra hết phải rồi. Dạ. Em rồi, em hơi rối, em xin lỗi. Trời ơi. Nếu mà nó làm xong mà nó không biết nó làm xong luôn trời. Khổ tâm ghê. Dạ. Em cảm ơn. Vậy là xong rồi. Dạ. Nào, cảm anh đúng không? Dạ. Chào Lam Anh, hôm nay có dấu trừ không? Dạ không ạ. Rồi ok, vậy thì hôm nay dấu cộng Lam Anh, rồi dấu cộng. Rồi xong 5 yêu cầu đầu tiên. Có ai thắc mắc gì 5 cái bài đầu tiên không? Tức là cũng xây dựng được hàm gọi cơ bản rồi đó. Dành ra một vài phút. Ai thắc mắc cái gì trước khi cô giảng cái phần câu số 5 với là câu số 6? Câu số 7 cũng cần phải nói. Rồi chắc là 5, 6, 7, 8 tôi sẽ nói, tại vì để cho nó nhanh, cho kịp giờ. Còn số 9 thì gợi ý về nhà suy nghĩ sau khi đã học được 5, 6, 7, 8. Rồi để cho 5 phút ai thắc mắc thì nêu. Học cho vững mấy năm đầu tiên đi. Tự động sau khi vững được kiến thức cơ sở ngành, làm chí các bạn vẫn có thể xin được các cái nơi thực tập. Dù các bạn mới có năm 2, khoa mình có rất nhiều các bạn mới có đầu tập năm 2 là nó xin được nơi nó đi làm thêm trong chuyên ngành luôn á. Dĩ nhiên đó là tùy khả năng của từng đứa. Có đứa thì nó xin được công ty nó khá khá một xíu, có đứa thì là công ty nó tốt hơn một xíu, tùy thôi, phải chưa? Cộng thêm thứ đó là năng lực tiếng Anh gì đó nữa vân vân. Rồi phải kỹ năng mềm rồi này kia nữa chứ.
ngồi mà ngồi im re, ngồi không giao tiếp với ai, thì cái đó nó cũng sẽ là cái khó khăn trong trở ngại về cái mặt giao tiếp khi đi làm. Chỉ cần vững được những năm đầu tiên cơ sở ngành là bạn sẽ thấy nó rất là đỡ. Không phải gì, nhưng mà coi lên coi cái tỷ lệ thống kê, tỷ lệ có việc làm của sinh viên khoa mình đó, gần như lúc mà đi thực tập xong á là có cỡ khoảng tầm gần 4, có năm 47%, có năm 49% là lúc nó đi thực tập, tức là nó chưa học xong á nha, là nó có công ty luôn rồi, tức là công ty giữ nó lại làm luôn hoặc là nó xin được công ty để làm. Cho nên là gần như nửa năm còn lại của năm tư là nó vừa học nó vừa làm. Còn dĩ nhiên có một số bạn cá biệt là nó cỡ khoảng năm 2, năm 3 là nó xin được nơi nó đi làm luôn rồi. Còn khi mà tốt nghiệp ra trường, tỷ lệ thống kê của sinh viên khoa mình là trong vòng một năm đầu tiên, thì cái này là quản lý đào tạo họ thống kê, chứ gần như đó là bên khoa mình mỗi lần mà bạn nào mà tốt nghiệp ra trường đi lên lãnh bằng là khi mà khoa làm khảo sát là nó đều có việc làm hết rồi. Còn phòng quản lý đào tạo thì họ khảo sát sau một năm tốt nghiệp thì gần như là cũng khoảng gần 99% bên khoa mình là đi làm đúng chuyên ngành đó. Làm đúng chuyên ngành đó, tức là các bạn học cái gì là ra bạn sẽ làm trong những lĩnh vực nó đúng ngay cái lĩnh vực bạn làm, chứ không phải là mình làm trái chuyên ngành hay gì cả. Đó là cái tỷ lệ thống kê của khoa mới là của quản lý đào tạo, chứ không phải là ngồi nói khơi khơi ra đâu nha, mà cái đó là có khảo sát đó, có số liệu đàng hoàng đó. Cho nên nó là cố gắng. Các bạn thấy đó, các bạn trụ, các bạn vững được với 2 năm đầu cơ sở ngành thì qua những năm sau là bắt đầu nó thoải mái và nó khác, tại vì các bạn đã quen với lại lượng kiến thức đó, các bạn chỉ có tìm kiến thức mới thôi thì nó sẽ khác. Còn cái năm đầu tiên luôn luôn là cái năm mà, cái này tôi nói thật luôn, là sau năm đầu tiên các bạn bỏ học rất là nhiều. Đó là tại vì sao? Phát hiện ra mình không đủ khả năng theo ngành, hoặc là thấy cái gì nó khó khăn quá. Tại vì nhiều khi với ngành khác á, nó đi chơi, nó coi phim, nó cũng là đang học. Ví dụ như là bạn mình nó học ngôn ngữ Anh đi, nó coi phim nhưng mà phim đó lại là phim có sub là tiếng Anh, hoặc là ví dụ như là toàn bộ phim bằng tiếng Anh, thì nó cũng luyện được cái skill nói, với lại cái skill đó là gì, một số những cách thông dụng giao tiếp người ta, đúng không? Nó vừa đi chơi, nó vừa học. Ngành mình thì đặc thù hơn, đó là phải làm việc với cái máy, phải ôm với cái máy, cho nên đó là cái gì nó cũng có cái giá của nó ha. Nhưng mà nếu mà các bạn tới chừng mà những năm sau, bây giờ dạo này thì tại vì do dịch, năm mấy cho đây là do dịch, cho nên không có tổ chức được các cái chuyến, cái tour nhỏ nhỏ cho các bạn đi đến được các công ty để các bạn xem. Từ từ năm 2, năm 3 đó, hy vọng năm sau tới chừng mà khi các bạn xong năm nhất, các bạn qua năm 2 là bắt đầu tình hình mọi thứ hy vọng nó sáng sủa lại, thì mọi thứ quay về trạng thái thường vụ như cũ. Thì một năm luôn luôn có mấy đợt tổ chức cho sinh viên trong khoa đi đến ở các công ty phần mềm á, à, các công ty phần mềm hay các công ty về lĩnh vực công nghệ thông tin ở trong thành phố Hồ Chí Minh, cho các bạn đi có khoảng tầm vài tiếng đồng hồ vậy đó. Các bạn tới là bên kia người ta có bộ phận nhân sự, người ta tiếp các bạn, người ta cho bạn tham quan công ty, người ta giới thiệu cho bạn biết trong công ty nó có cái gì, nó vận hành ra sao, rồi cái phòng như thế nào, khu vực nào là khu vực dành cho dev, khu vực nào dành cho nhóm làm việc nhóm. Bạn sẽ thấy được cái môi trường làm việc của các công ty về công nghệ thông tin. Thì bạn sẽ có nhiều khi, có nhiều bạn nó sẽ thấy làm lạ là có một số công ty về khối ngành công nghệ thông tin nó không có quản lý giờ giấc của các bạn luôn, nhưng mà dĩ nhiên vẫn có một số công ty nó có, chứ không phải là không có ha. Tức là nó tùy văn hóa công ty thôi. Có công ty nó không có check cái giờ làm việc của bạn, nó chỉ check dựa trên cái khối lượng công việc bạn đáp ứng được hay không. Rồi thậm chí là trong giờ làm bạn thích thì bạn đi xuống, nó sẽ có những cái phòng giải trí, đánh bida, karaoke hay là tập gym gì đó. Đó cũng là chuyện bình thường. Nó có những cái pantry, tức là nước uống, đồ ăn gì đó, để sẵn cho nhân viên. Ai muốn thì lại đó tự pha chế, tự làm. Đó, tức là bạn giải lao cũng có, cũng được, nói chuyện bình thường. Rồi các công ty nó có những câu lạc bộ tiếng Anh cho các bạn tham gia vào. Thì nó là những cái điều kiện mà nó đãi ngộ cho những cái người mà làm trong cái lĩnh vực về công nghệ thông tin, tức là nhân viên của nó. Thì không phải nói gì, nhưng mà thường là nhân viên trong khối ngành công nghệ thông tin của mình á, một trong những cái lựa chọn của việc đi làm là họ còn quan tâm tới cái chế độ của công ty đó dành cho nhân viên. Nói vui vui là có nhiều đứa ngành mình đi, nó đi chọn nơi làm việc nó cũng chậm đó. Nó có nhiều, thì nói chung là cái gì nó cũng có cái giá của nó. Tức là các bạn phải trong một cái môi trường thoải mái thì các bạn dễ làm việc.
Đó, nó đơn giản nó là như vậy. Cho nên đó là khi các bạn mà có khoảng năm 2 thì hy vọng mọi thứ ổn thì các bạn được tham gia giống như các anh chị các bạn những năm trước. Thì các bạn sẽ hình dung được là trong cái việc mà khi tới chừng mà tập trung làm việc trong cái môi trường mà về công nghệ đó, tạm gọi là môi trường đòi hỏi chất xám, thì lúc đó bạn thấy những cái việc mà quan tâm linh tinh khác người ta không có để ý, người ta chỉ tập trung thẳng vào chuyên môn. Và khi bạn mệt mỏi thì bạn được quyền giải trí. Nhưng miễn sao bạn đáp ứng được khối lượng công việc thì thôi. Thì những cái đó nó rất là quan trọng. Cho nên cứ hễ cái gì, cuộc luôn luôn tôi có cái lời khuyên, tập trung chuyên môn cho tốt đi. Muốn cái gì cũng sẽ được hết. Tức là cái mà mình đặt ra mình nghĩ nó khó khăn, nhưng mà chỉ cần mình vững chuyên môn, cái tay nghề mình vững, mình đi đâu mình cũng có thể làm việc được. À, chỉ có là các bạn còn thích làm việc với ngành nghề đó hay không thôi. Đó là cái lời khuyên của tôi, và đặc biệt đó là trong cái nhóm ngành của mình. À, đó là điều đặc thù đó. Bạn mà giỏi một cái rồi á, bạn đừng có để giao tiếp của bạn tệ quá thôi. Thì tôi nói thiệt là không có cái việc mà bạn đi xin nơi làm mà nó không có đâu. Cho nên đừng có quá ngồi khắt khe với bản thân hay ngồi cứ nghĩ là trời chết rồi, mình phải như vậy, mình phải thế kia. Chủ yếu tập trung như vậy, thế này, thế kia ở trong chuyên môn đi là được. À, trong chuyên môn tập trung mỗi cái anh đó là ok. Dĩ nhiên đừng có để mà cái việc đó là ngồi cục mịch ra không giao tiếp được với ai, thì cái đó lại là cái dở. À, đó những cái điều mà bạn cần nhớ. Chứ sinh viên các anh, sinh viên khoa mình á, sinh viên các anh chị các bạn đó, có đứa nhiều khi nó chưa ra trường, nó mới năm ba thực tập xong, ở lại công ty là lương của nó là tính bằng đô đó ha. Tức là ví dụ như có năm đỉnh điểm đó là có một cái bạn đó, nó chưa ra trường, nó mới năm ba nó thực tập xong thôi, nó ở lại thì ở công ty đó giữ nó ở lại thì nó điêu lương là đâu nó cái thời điểm cách đây mấy năm rồi nha, thì lương của nó điêu là nó đã là 300 mấy chục đô à. Nó làm part time thôi, phần nửa thời gian còn lại là nó hoàn thành khóa luận với lại là một vài môn gì nó chưa xong. Tức là không phải nó làm full time cho công ty đâu, nó làm part time thôi, nó 300 mấy chục đô khởi điểm là nó thôi, mà cách đây cũng mấy năm rồi đó. Cho nên là cái mức của nó thì nó cũng còn, nó chia sẻ luôn, nó nói là cái mức của em không phải là mức cao nhất đâu cô, có một số bạn có mức cao hơn. Cho nên rõ ràng là các bạn thấy là các bạn mà cố gắng thì các bạn không có bị phụ lòng trong mấy cái việc này. Tại vì nói nôm na ra các bạn cũng đang giống như đi học một cái nghề, đúng không? Cái nghề đó sau này đó là tự nuôi sống bản thân mình trước. Rồi khi mà bản thân của mình có đủ khả năng tự nuôi mình là bắt đầu sẽ nghĩ đến gia đình rồi người thân, đúng không? Đó thì bây giờ cái mục tiêu đó đặt ra. Cho nên đó là nếu như thường đó, tôi đoán chắc là tại vì các bạn vào tỷ lệ chọi cao, cho nên tôi nghĩ chắc là không đến nỗi theo kiểu nó không biết là ngành này học cái gì. Mà thường là các bạn bây giờ dạo này là được tuyển sinh kỹ rồi, được tư vấn kỹ, cho nên chắc chắn là ví dụ chọn cái ngành nào đó thì cũng phải tìm hiểu sơ sơ, cũng phải biết là ngành đó nó có cái gì. Cho nên khi chọn hệ thống thông tin quản lý thì cũng phải biết nó thuộc vào nhóm ngành công nghệ thông tin thì phải học về công nghệ thông tin, mà học về công nghệ thông tin thì phải có cái gì, lập trình, cũng phải có tiếng Anh, cũng phải có tư duy toán. Tại vì máy tính nó dựa trên nguyên tắc nó làm việc thì cũng phải là dựa trên các nguyên tắc khoa học, chứ làm sao mà phi khoa học được. Nôm na là như vậy. Đó là tổng hợp. Cho nên là mới nói các bạn, học toán cũng phải học cho chắc giùm tôi. Học lập trình cũng phải ráng học cho chắc. Học tiếng Anh cũng vậy. Bạn hội tụ đủ những yếu tố đó ở mức vừa phải thôi là bạn đã có được những công ty chào mời bạn rồi. Chứ không hẳn là bạn phải xuất sắc thì người ta mới chào mời. Đó, lời khuyên. Và cái truyền thống mà nó vào khoa mình, tôi gần như tôi thấy đó là các anh chị các bạn nó ra trường là nó có việc làm, và việc làm của nó hỏi nó có ưng ý hay không, nó đều gật đầu bảo em ưng ý với vị trí việc làm đó. Cho nên cô nghĩ là nó không có đến nỗi gọi là quá cao xa đâu, mà nó tới từ mấy cái nhỏ nhỏ như mấy cái này vậy nè. Tư duy của mình rèn từ từ là được. Rồi bây giờ quay trở lại nè, bây giờ tôi nói từ cái việc thêm thêm một phần tử vào. Thì tưởng tượng như cái mảng hồi nãy sinh á, là sinh massage phần tử. Nhưng mà thực tế làm việc á, thì chỉ có N phần tử đó thôi. Nhưng mà người dùng nó nhập N bằng bao nhiêu á, thì nó tùy vào thời điểm mỗi lần cái chương trình thực thi và người dùng nó nhập tại lúc đó. Có thể nó nhập là chỉ có, ví dụ nãy sinh massage 100. Có thể nó nhập chỉ có 5. Có thể có lúc là nó nhập là 10. Có thể có lúc nó nhập 30. Có thể có lúc nó xài nó xài đủ tới 100. Tại vì mảng của mình tối đa nhiêu nó xài được bấy nhiêu mà. Như vậy khi thêm một đứa vào, bạn phải đảm bảo một thứ là khi bạn thêm một phần tử vào thì
cái kích cỡ cái mảng sinh đầu tiên vẫn còn đủ chỗ để có khả năng chứa. Đó là điều đầu tiên. Tại vì hiện tại bạn đang học cấp phát tỉnh, tức là bộ nhớ dành cho 100 cái phần tử này, tức là mass size phần tử đó đó, nó là viết cứng cố định từ đầu cho đến lúc chương trình dừng thực thi. Tức là nó hiện cái compress and key to continue rồi nhấn phím nó quay về màn hình code đó, là lúc đó là màn hình ngưng thực thi. Thì coi như 100 cái vị trí đó là cố định. Bây giờ là tới chừng mà muốn thêm đứa thì không được vượt quá cái giá trị mass size. Chứ nếu như n mà cộng thêm một phần tử nữa, tại vì thêm một đứa vô mà, thì số lượng phần tử thực tế đang làm việc sẽ là n cộng 1. Thì nếu n cộng 1 mà lớn hơn mass size thì phải báo là gì? Không đủ bộ nhớ để lưu trữ. Phải không? Đó là cái thứ nhất. Nếu như mà cái số lượng phần tử đã hợp lệ rồi, tức là có khả năng chứa được thêm đứa nữa, thì bây giờ bạn phải chắc là cái vị trí thêm nó hợp lệ. Tại vì nếu muốn nói thêm thì bạn cần phải biết là thêm phần tử vào đâu, vào vị trí nào. Tại cái mảng đang có các phần tử rồi. Rồi giá trị thêm vô là cái gì? Phải chưa? Như vậy tôi giả sử đi, đó là bây giờ tôi có một cái mảng như thế này. Nhà tôi có một cái mảng như thế này. N của tôi là tôi có 6 phần tử đi. Được chưa? Các phần tử trong mảng lần lượt là 10 nè. 15, 3, rồi 40, rồi 17, rồi 8. 6 đứa phải không? Như vậy đây là tôi gọi mảng này là A đi ha. A0 nè, A1 nè, A2 nè, A3 nè, A4 nè, A5. Tức là N bằng 6 thì là coi như các chỉ số từ 0 cho đến 5. Bây giờ tôi nói là tôi muốn thêm tại vị trí, giả sử tôi đặt tên vị trí là biến VT đi, tại vị trí là bằng 2, cái giá trị X là bằng 20. Như vậy tức là vị trí thêm là 2. Như vậy đây là vị trí thứ 0. Giả sử mình theo lập trình luôn đi. Còn ai mà theo người sử dụng thì nhớ là phải trừ 1 để ra cho lập trình. Anh này là 0, anh này là 1, anh này là 2. Vậy tức là nó muốn thêm tại vị trí con số 3 hiện tại này nè, cái giá trị 20. Như vậy nó thêm vô xong thì có phải giống như là bạn phải đẩy thằng 3 ra sau, 40 ra sau, 17 ra sau, 8 ra sau. Rồi tại cái chỗ mà 3 cũ đó đó, mình mới cho cái giá trị là 20, tức là giống như mình nhét vô thêm. Phải chưa? Như vậy thứ nhất, vị trí thêm là phải hợp lệ. Dĩ nhiên đã phải đảm bảo là cái mảng này nó thêm số lượng phần tử, thêm một đứa vào là cũng đủ. Khi mà mảng thêm có khả năng thêm được thì kiểm tra coi vị trí thêm mà người dùng nó nhập có hợp lệ không. Bây giờ có hợp lệ không? Có. Thì làm tiếp cái việc thêm. Còn nếu vị trí không hợp lệ thì mình không cho thêm. Như vậy vị trí thế nào là vị trí hợp lệ? Mảng đang có 6 phần tử thì các chỉ số là từ 0 đến n-1, nhưng nó cũng được quyền nó thêm vào cái đuôi, tức là nó thêm tại cái vị trí thứ 6, tức là n bằng 6 á, thì nó thêm tại vị trí thứ 6 là vị trí A tới N. Tức là hồi nãy á, N bằng 6 thì từ A0 đến A tới N-1. Bây giờ thêm vào đuôi thì có phải là thêm tại vị trí là A tới N. Cho nên nếu như mà xét vị trí VT có hợp lệ hay không, thì tức là VT này nó lớn hơn bằng 0 và nó nhỏ hơn bằng N thì nó hợp lệ. Mà khi nó hợp lệ thì thực hiện công việc gì? Dời tất cả các phần tử từ vị trí thêm cho đến cuối, lùi ra sau một đơn vị. Phải không? 3 đẩy ra sau, 40 đẩy ra sau, 17 đẩy ra sau, 8 đẩy ra sau. Sau khi đẩy ra xong thì A tại cái vị trí thêm được gán bằng giá trị X. Rồi dĩ nhiên gán xong thì bây giờ có phải cái thằng N đó, nó được tăng một phần tử không? Mảng mới thêm mà. Như vậy lúc đó N phải cộng cộng. Và nếu bạn cài đặt hàm thì N cộng cộng nó phải được trả về cho cái nơi gọi hàm thêm phần tử này. Để sau khi thêm người dùng họ muốn coi kết quả, họ gọi xuất. Thì lúc đó làm sao các bạn? Thì lúc đó nó sẽ nhận về theo cơ chế của tham biến mà. Nó biến đổi cái gì bên cái thằng N trong hàm thêm, thì cái thằng N bên cái main của mình cũng được nhận giá trị là tăng một phần tử. Thì khi đó từ 6 lên 7 thì nó mới biết là nó xuất lại cái mảng mới là có 7 phần tử. Đó là cái quy trình trình tự cho cái việc thêm. Rồi, như bây giờ tôi cài đặt cái hàm thêm này. Đúng chưa? Rồi đầu tiên đó là các function vào thu thai trước, đúng không? Thêm thì thêm xong là nguyên cái mảng một loạt những đứa từ vị trí thêm đến cuối thay đổi. Cho nên tức là đổi những cái giá trị trong mảng. Cho nên bây giờ cho nó mảng truyền vào là tham số hình thức thì nó là truyền tham chiếu rồi. Cho nên biến đổi cái gì là nó cũng đổi theo.
Như vậy kiểu trả về hàm này sẽ là kiểu void. Có bạn nó sẽ cài đặt theo kiểu đó là hàm thêm này có thêm thành công hay không. Thì khi nào thêm thành công nó return về true, không thành công nó return về false. Hoặc là theo kiểu trạng thái return 0 với 1. Ở đây thì tôi cho thêm luôn thôi. Như vậy là anh này thêm. Thêm vào cái mảng nào, ví dụ mảng tên là A. Bao nhiêu phần tử N. Thêm xong số lượng phần tử này có khả năng bị thay đổi nếu thêm được. Cho nên tôi và N để trả về tham chiếu. Thêm tại vị trí nào và giá trị thêm là bao nhiêu. Vậy đây là function prototype cho cái hàm thêm. Rồi, để xuống dưới đây tôi đi định nghĩa. Đầu tiên, bao nhiêu vị trí với lại x là đã có. Kiểm tra coi bây giờ có thêm được không, bằng cách nào. Nếu n cộng thêm 1 mà lớn hơn max size, tức là thêm hứa vô mà nó vượt, thì lúc này sao các bạn? Bạn báo là gì? Bộ nhớ không đủ để thêm đúng không? Rồi sau đó mình sẽ ngưng cái hạt. Như vậy thì tôi báo một câu ra màn hình đi. À, tôi báo một câu ra màn hình là gì? Mảng không đủ khả năng lưu trữ thêm phần tử, là nhập thêm cũng được nữa. Nó ngưng hàm, mà hàm đang là kiểu void, ngưng hàm thì xài return chấm phẩy. Được chưa? Như vậy đó là thứ nhất, kiểm soát cái việc đó là mảng có khả năng chứa thêm đứa không. Nếu như mảng có đủ khả năng chứa thêm một đứa thì tức là cái việc cout với return này không được thực hiện, thì nó sẽ tiếp tục làm những lệnh còn lại của hàm. Thì khi đó tôi sẽ kiểm tra vị trí có hợp lệ hay không. Như vậy vị trí hợp lệ là vị trí lớn hơn bằng 0 và vị trí nhỏ hơn bằng n. Nếu bằng n tức là thêm vào cái đuôi thì vẫn được. Như vậy anh này là hợp lý. Vậy nếu như mà nó không thỏa điều kiện, tức là cái vị trí không hợp lệ, tôi dùng tính chất phủ định của đúng. Cái vế kia là với điều kiện đúng, phủ định ngược lại, tức là nếu nó sai đó. Vậy chưa? Vậy nếu như mà điều kiện này mà dẫn đến cái việc đó là gì? Dữ liệu không phù hợp, thì tức là vị trí không đúng, thì mình sẽ báo ra là gì? Vị trí thêm không phù hợp. Đúng chưa? Vậy anh này sẽ là gì đây? Vị trí thêm không hợp lệ. Rồi dĩ nhiên nếu không hợp lệ thì mình cũng sao? Ngưng hàng. Đó, return chấm phẩy. Như vậy còn nếu như mà hai chuyện này đều không thỏa, tức là mảng đủ khả năng chứa thêm đứa và vị trí thêm hợp lệ, thì bây giờ mình sẽ sao? Tiến hành hai công việc. Dời các phần tử từ vị trí thứ VT đến cuối ra sau một đơn vị. Tức là ví dụ như là A thứ VT thì sẽ là được đẩy qua cho AVT cộng 1. Như vậy ví dụ đi, cái mảng đang có là 8, 15, 20, 7. Bây giờ nói là muốn thêm tại vị trí số 1 cái giá trị X á, là bằng 10. Vậy bây giờ có phải vị trí 1 là ở đây nè, lùi ra sau, tức là đẩy nó ra phía sau. Rồi anh này lại đẩy nó ra sau. Nếu như bạn sử dụng anh này thì giống như bạn biết chắc chắn là phải dùng vòng lặp rồi. Tại vì gán một loạt các thao tác ra sau. Mà nếu bạn cho lặp tiếng thì mỗi một lần, ví dụ y đi từ thứ vị trí, y đi cho đến cuối là n trừ 1, phải không? Mỗi lần vậy. Nếu mà bạn cho AI cộng 1 bằng AI, tức là đứa sau thì bằng chính nó hiện tại, thì bạn coi chừng bạn mất giá trị. Tại vì nếu như mà y ngay đây bằng 5 bằng 1, thì nếu bạn cho AI cộng 1 bằng AI thì tức là cái thằng A2 này bằng 15. Như vậy cái con 20 nó mất tiêu rồi. Cho nên trong trường hợp này muốn chép lùi ra sau mà bạn cho lặp xuôi thì bạn bị mất giá trị. Như vậy bây giờ để có thể chép nó ra sau thì bạn phải sao? Bạn duyệt ngược lại và bạn chép lùi ra sau. Như vậy tôi sẽ duyệt bắt đầu từ Y tại vị trí thứ N. Tại sao? Thêm một đứa thì có phải bây giờ chỉ số cũ là N trừ 1 thì chỉ số mới của cuối mảng sẽ là N đúng không? Như vậy tôi cho Y bắt đầu từ N. Y chạy cho đến lớn hơn vị trí. Mỗi một lần như vậy AI bằng AI trừ 1. Như vậy tức là ví dụ anh này đang là chỉ số 0, 1, 2, 3 thì tôi cho chỉ số A4 bằng A3. Đúng không? Ngay tại Y bằng 3 thì A3 là bằng A2. Tại chỉ số 2 thì A2 là bằng A1. Rồi sau đó tôi dựng là coi như mình chép lùi được ra sao. Như vậy khi đó mình sẽ làm sao? For Y đi từ N, Y lớn hơn vị trí và Y trừ trừ, tại vì mình lặp lùi mà. Mỗi lần vậy, A thứ Y bằng A thứ Y trừ 1. Rồi,
khi 7 nó ra sau, tức là 7 ra sau, 20 ra sau, 15 ra sau, thì cái mảng của bạn chắc chắn cái kết quả nó sẽ là gì? 8, 15, 15 được ghép ra sau nữa nên là 15, 20 và 7. Bây giờ cái thằng 15 ban đầu này nè, mình mới đổi cho nó bằng giá trị là con x, tức là AI, à, xin lỗi, A thứ vị trí, thì nó sẽ là con x. Đồng thời số lượng phần tử tăng một đơn vị để lần sau còn thực hiện. Như vậy đây là nguyên toàn bộ cái quy trình cho cái việc đó là gì? Thêm một phần tử vào cho mạng. Rồi, ai thắc mắc cái gì thì nêu. Vài phút, sau đó mình sẽ gọi hàm này thực thi trong main. Rồi, không ai thắc mắc gì hết đúng không? Bây giờ mình gọi ha, gọi thực thi. Rồi bây giờ trong main nó mà gọi bình thường như vậy thì đầu tiên nhập xuất đúng không? Sau đó làm sao? Cần thêm, thêm thì phải có vị trí thêm và giá trị cần thêm, như vậy khai báo thêm. Đây, thêm vị trí đúng không? Hoặc là ví dụ thêm B, B chính là tôi viết tắt của từ position đi. Ha, tôi viết là boss đi. Và thêm cái value tức là giá trị cần thêm. Rồi bây giờ tôi kêu người dùng nhập thôi. Ha. Nhập vị trí cần thêm. Xuyên lúc này là xuyên vào position. Rồi tiếp tục là gì? À, nhập giá trị cần thêm. Lúc này là xuyên vào gì? Value. Như vậy có đủ thì gọi hàm thôi. Hàm thì hàm kiểu void, cho nên sẽ là gì? Thêm vào mảng A, N phần tử. Vị trí là position viết tắt. Giá trị là value. Rồi sau khi có hình này xong thì sao? Muốn coi kết quả thì phải xuất lại mảng, đúng không? Thì có thể xuất một câu đó là gì? À, mảng sau khi thêm thì bắt đầu gọi hàm xuất. Đây nè, gọi tái lại sử dụng nhiều lần. À, rồi, mình cho nét 5. Có xe cái màn hình... À, chưa có share full toàn màn hình cho nên các bạn sẽ không thấy được màn hình chạy console đúng không? Rồi để bây giờ share full toàn màn hình. Rồi thấy được cái màn hình console chưa? Dạ rồi. Rồi bây giờ ví dụ như đang có 5 đứa nè. Các số nguyên là 4, 12, 3, 11 rồi lại 7. Rồi bây giờ vị trí cần thêm. Giả sử thêm tại vị trí số 1 đi, tức là tôi muốn thêm tại cái đứa chỗ 12 đó. Giá trị cần thêm là số 10. Như vậy thêm xong thì có phải là 4, 10, 4 rồi 10 rồi 12 rồi 3, 11 rồi 7 đúng không? Đây, 4, 10, 12, 13, 11, 7. À, như vậy đây là thêm một phần tử vào mảng. Rồi, đó là bài số 5 đó.
Rồi bây giờ mình sang thao tác xóa nha. Nếu thêm mình sợ là không đủ chỗ thì xóa đó. Mình không sợ, tại vì tức là cái mảng nó đang có bao nhiêu phần tử. Bây giờ xóa bớt đứa thì đâu có sao, phải không? Cho nên xóa thì không sợ bị tràn bộ nhớ, nhưng chỉ cần kiểm tra coi vị trí mà người dùng cần xóa đó nó có hợp lệ hay không. Như vậy thì trạng thái đầu tiên đó là người dùng họ nhập vị trí, họ kêu mình xóa một phần tử tại vị trí đó. Còn cái việc mà nâng cao hơn của việc xóa đó là người dùng họ nhập một giá trị, họ kêu mình xóa hết tất cả những đứa nào có giá trị đó ra khỏi mảng. Thì cái việc đó có khả năng là nó lặp đi lặp lại nhiều lần nha, tại vì cái giá trị đó nó có thể xuất hiện nhiều lần trong mảng, phải không? Còn bây giờ mình xử lý cái việc gọn nhẹ trước, đó là mình xóa một phần tử ra khỏi mảng thôi. Như vậy xóa thì sao? Ví dụ cái mảng hiện tại nó đang là như vậy, n đang bằng 6, các phần tử nó đang là 10, 15, 3, 40, 17, 8. Như vậy bây giờ muốn xóa một đứa, ví dụ tôi nói tôi muốn xóa tại vị trí số 1. Như vậy tức là có phải thằng 15 này mất thì là coi như sẽ là 10, 3, 40, 17 với 8. Cái cách xóa đó thì nó có hai trạng thái. Thứ nhất, nếu như bạn đang nằm trong trạng thái hiện tại của mình, chính là cấp phát tỉnh, thì cái việc xóa này không phải nó xóa đâu, mà nó chỉ là nó chép đè các giá trị phía sau lên phía trước một đơn vị thôi. Tức là nó sẽ chép 3 lên đây, rồi nó chép 40 lên đây, rồi nó chép 17 lên đây, rồi nó chép 8 lên đây. Rồi sau đó, đó nó bỏ bớt n đi một đơn vị để cho lần sau mà khi xuất kết quả đó, hoặc là đi xử lý cái gì với mảng này á, không có chạy tới cái giá trị vị trí con 8 ở cuối cùng. Vậy nói nôm na, đối với trạng thái cấp phát tỉnh á, cái cách xóa của mình là mình đang đánh lừa cái mắt nhìn của người dùng, chứ ở trong bộ nhớ thì vẫn còn mấy nhiêu phần tử. Nhưng nếu sau này mọi người học qua kỹ thuật lập trình là có cách phát động á, thì khi mà mình đẩy nó ra khỏi bộ nhớ, mình xóa là mình đẩy một phát nó mất luôn, mà nó không có tồn tại trong bộ nhớ. Được chưa? Như vậy bây giờ mình đang học cách phát tỉnh, cho nên là mình buộc lòng là mình phải tiến hành dời. Như vậy kể từ vị trí mà xóa cho đến cuối, tiến hành dời lên phía trước một giá trị, phải không? Vậy nói nôm na giống như thực hiện dời ngược lên. Vậy nếu như bạn cho cái giá trị y nó chạy từ vị trí bắt đầu xóa cho đến cuối, thì AI có phải nhận bằng giá trị AI cộng 1 không? Như vậy khi nó bằng AI cộng 1 thì cứ việc lấy đứa sau đắp giá trị lên cho nó. Tức là ví dụ như giờ muốn xóa tiếp tục 3 đi, thì AI là ngay tại vị trí này, vị trí xóa bằng AI cộng 1, tức là 40 lên này. Rồi rõ ràng tiếp tục y tăng thì bằng đứa sau 17 lên đây, 8 lên đây. Lúc đó bạn quan sát nè, nếu như bạn chạy tới cuối thì có phải là thằng 8 này là cuối, thì phía sau nó không còn ai để nó đắp hết á. Cho nên trong trường hợp này chạy bỏ phần tử cuối ra, tại vì phía sau nó không còn ai để có thể gán cho nó là bằng giá trị sau. Và dĩ nhiên xóa xong số lượng phần tử sẽ phải bớt đi một đơn vị. Cho nên đối với trường hợp hàm xóa thì anh này sẽ là xóa kiểu void, xóa trong cái mảng nào bao nhiêu phần tử thì anh đó mình cho đó là tham biến trở về. Rồi cái vị trí cần xóa. Rồi vậy đây là cái hàm xóa. Rồi tiếp tục mình định nghĩa đầy đủ. Thì mình đầu tiên phải kiểm tra vị trí xóa hợp lệ. Xóa hợp lệ tức là mảng đang có n phần tử, tức là từ 0 cho đến n-1 là chỉ số, chỉ xóa trong những chỉ số đó thôi. Như vậy nếu như mà vt của bạn nằm ngoài cái đoạn đó, tức là nó nhỏ hơn 0, hoặc là VT mà nó lớn hơn n-1, đúng không? Lớn hơn n-1. Tại vì nếu hợp lệ là từ 0 đến n-1, thì nếu không hợp lệ là nằm ngoài cái đoạn đó thì là điều kiện hoặc, thì bạn sẽ lại gì? Bạn báo ra đó là gì? Vị trí xóa không hợp lệ, rồi bạn ngưng hàng, phải chưa? Rồi báo ra trên màn hình vị trí xóa không hợp lệ. Rồi sau đó ngưng hàm, thì hàm đang chữ void cho nên return chấm phẩy thôi. Còn nếu như vị trí không có thỏa điều kiện này, tức là vị trí hợp lệ, thì lúc đó mình sẽ cho chạy, thì lúc này là mình duyệt xuôi được rồi, tại vì nó bằng đứa sau thì không có bị mất giá trị. Cho nên for y đi từ vị trí xóa, y đi cho đến kế cuối, cho nên nhỏ hơn n trừ 1, chứ đứa cuối thì phía sau không còn ai. Y cộng cộng, y cộng cộng, đây y bằng cái gì? Rồi y bằng từ vị trí xóa, y nhỏ hơn n trừ 1, y trừ trừ
Xin lỗi, y cộng cộng chứ em lọc tiếng mà phải không? Thì sao? Mỗi lần dạy a thứ y bằng đứa sau nó tức là a y cộng 1. Tác gì như vậy là coi như tới đứa kế cuối là a thứ n trừ 2 thì nó bằng a 1, phải không? Là hợp lý. Và thêm xong, xin lỗi, xóa xong n giảm bớt 1 đơn vị. Vậy đây là thao tác xóa một phần tử ra khỏi mảng. Tương tự, bây giờ nếu mà ngồi kiểm chứng thì sao? Cho nhập thôi phải không? Nhập vị trí rồi, cần xóa. Rồi, dĩ nhiên nhập vị trí xong gọi hàm này. Rồi muốn biết kết quả thì sao? Xuất lại mạng. Mọi người về, mọi người tập cài đặt ha. Cô sẽ đưa một cái hàm chức năng, một cái link. Không biết trên LMS tôi có đưa cho mọi người chưa? Cái chức năng của cái việc đó là cái gì? Mọi người sẽ xem cái bài đó. Cái bài đó nó hướng dẫn các cái công việc là mọi người sẽ nhập mảng, xuất mảng, các thao tác cơ bản với lại mảng một chiều mà cài đặt theo cơ chế menu. Tức là vào là nó sẽ hiện menu. Mọi người khi nào muốn nhập mảng, khi nào muốn xuất mảng, khi nào muốn tiến hành tính toán cái gì đó thì lúc đó mình sẽ thực hiện. Thì cái anh đó thì là một cái video mọi người có thể xem trước và cơ chế menu nó thực hiện. Sau khi thực hiện xong một thao tác đó là hiện lại menu nhưng mà nó xóa cái màn hình kết quả trước đó. Chứ thay vì bây giờ mình gọi biên dịch trong main là mình cứ phải tuần tự từ từ đúng không? Đoạn này rồi tới đoạn kia. Không, người dùng nó hoàn toàn có thể kiểm soát cái công việc đó là nó muốn làm cái gì thì nó làm. Nó giống như cái chức năng thực hiện menu giống như bạn mở cái máy ATM lên vậy đó. Nó có nhiều cái lựa chọn, người dùng nó chọn lựa chọn nào thì vào xử lý đúng cái trường hợp đó thôi. Như vậy đây là xóa một phần tử ra khỏi mạng. Rồi, có ai thắc mắc cái gì không? Cái đỏ đỏ nó báo lỗi là compiler nó đi chưa kịp thôi, chứ nãy tôi mới biên dịch thì là nó báo không lỗi đó ha. Rồi, ai thắc mắc cái việc xóa thì nào? Rồi, không ai thắc mắc gì. Thao tác tiếp theo nè, là thao tác sắp xếp mảng. Sắp xếp thì tức là các phần tử đầu tiên người dùng họ đưa vào, họ nhập một cách ngẫu nhiên. Nhiệm vụ của mình là sắp giải đó, nó sắp toàn bộ tất cả các phần tử trong mảng nó tăng dần hoặc là nó giảm dần. Có rất nhiều phương pháp sắp xếp, các bạn có thể tìm hiểu. Nó có nhiều lắm, ví dụ như sắp xếp lựa chọn trực tiếp nè, sắp xếp chèn trực tiếp nè. Sắp xếp dựa trên cơ chế là nổi bọt theo kiểu của popper sort này, rồi theo kiểu hoán đổi trực tiếp này, rồi quick sort, heap sort, merge sort, counting sort nhiều lắm. Thì bây giờ cái anh mà để bạn dễ hình dung nhất đó là cái anh interchange sort, tức là hoán đổi trực tiếp. Như vậy thì ví dụ đi, cái mảng của bạn nó đang có 8, rồi lại 3, rồi lại 11, rồi lại 5, rồi lại 6, tức là trong trường hợp này n bằng 5, đúng không? Thì nguyên tắc của nó bây giờ tôi giả sử tôi muốn sắp cái giải này tăng dần thì có phải kết quả phải là 3, 5, 6, 8, 11 đúng không?
Như vậy bây giờ có phải A0 nếu như mà sắp xếp thì nó phải luôn chứa giá trị nhỏ nhất ở trong mảng. Như vậy interchange sort là nó sẽ tìm cách nó so sánh một cái phần tử tại đầu danh sách với tất cả những đứa còn lại. Đứa nào mà nhỏ hơn thì nó sẽ hoán đổi với đứa đầu danh sách. Như vậy cứ mỗi lần nó bắt một cặp, cái cặp đó là phần tử nằm ở đầu danh sách với từng đứa ở phía sau nó. Đứa nào nhỏ hơn thì hoán đổi về. Được chưa? Rồi cứ sau một lần hoán đổi, hết một lượt nó chạy hoán đổi thì coi như giá trị nhỏ nhất về đầu giải. À, về đầu giải tức là về A0. Rồi nó sẽ giới hạn bớt cái giải đó, bớt đi một phần tử, tức là bỏ A0 ra, tại vì A0 bây giờ đã là phần tử nhỏ nhất trong mảng. Tiếp tục, A1 sẽ là vị trí tiếp theo để nó đi chốt chặn. Thì A1 sẽ so với tất cả những đứa phía sau. Đứa nào nhỏ hơn thì swap về. Như vậy tức là có một cái tính năng đó là gì các bạn? Hoán đổi. Như vậy tôi lên đây tôi sẽ dựng một cái hàm trước, đó là hàm hoán đổi, tại vì hàm này mình sẽ xài nhiều lần này. Như vậy thì anh này hoán đổi tức là hoán đổi hai số nguyên cho nhau thôi. Như vậy học hàm này rồi đúng không? Giả sử tôi có x và tôi có y, hai đứa này sẽ hoán đổi cho nhau. Sau đó tôi sẽ sắp xếp mảng tăng dần, sắp xếp xong số lượng phần tử của mảng cũng vậy. Cho nên anh này á là sắp xếp tăng, sắp xếp mảng nào bao nhiêu phần tử thì số lượng phần tử cũng vậy thôi. Chưa? Rồi, đi xuống dưới đây mình định nghĩa hai anh này. Thứ nhất, hoán đổi. Hai giá trị đổi chỗ cho nhau, đổi giá trị cho nhau. Như vậy là có thằng tạm bằng x, x bằng y. Đúng không? Rồi, y bằng tạm. Sau đó sắp xếp tăng. Bây giờ mình sẽ lấy con 8 này nè. Mình so với tất cả những đứa phía sau. Ví dụ như là nó 8 nó so với 3. Nếu mà đứa sau mà nhỏ hơn là đồng nghĩa với việc á là bạn phải hoán đổi cho thằng ba về đầu danh sách, tại vì mục tiêu của mình là muốn cái đứa đầu danh sách sẽ là đứa nhỏ nhất. Cho nên nếu đứa đầu mà nó lớn hơn đứa sau thì swap hai đứa nó cho nhau, tức là hoán đổi đó. Rồi sau khi hoán đổi xong cũng chốt chặn y tại vị trí đó so với đứa phía sau. Đúng không? Tức là ví dụ đầu tiên nè. Y của bạn bằng 0 thì z của bạn là liệt kê tìm tất cả những đứa phía sau, như vậy z bằng 1 là đầu tiên. Z chạy tới bao nhiêu? Z phải chạy tới cuối, cho nên điều kiện của nó là z phải nhỏ hơn n. Đúng, cho nên là lúc này sao? Nó sẽ tiến hành so sánh, đó là AI có lớn hơn AZ hay không? Tức là đứa sau, đứa ở phần phía sau mà nhỏ hơn cái đứa ở đầu danh sách thì mà sẽ, nếu mà nó đúng thì nó sẽ hoán đổi. Hoán đổi cái gì? Hoán đổi AI với lại AZ để đưa cái giá trị nhỏ hơn về đầu danh sách. Như vậy khi đó chuyện này nó đúng, tại vì lúc này là A0 lớn hơn A1, đúng không? Anh này A0 lớn hơn A1, cho nên hoán đổi giữa A0 với lại A1, tức là 8 với 3 hoán đổi với nhau, cho nên giải kết quả lúc này sẽ là nhiêu? 3, đúng không? 3 nè, 8 nè, 11 nè, 5 nè, 6. Sau đó y vẫn là bằng 0, đúng không? Tiếp tục so với đứa phía sau nó nữa, tại phía sau nó còn nhiều đứa mà, tức là z tăng lên là 2. 2 vẫn nhỏ hơn n, thì lúc này so AI với AZ. Nếu như đứa sau mà nhỏ đứa trước thì hoán đổi, như vậy tức là so giữa A0 và có lớn hơn A2 hay không, thì lúc này A0 đang là nhiêu? 3, đúng không? Tại vì giải mới vừa hoán đổi xong một trước đó, so với A2 là 11, cái anh này là sai cho nên không hoán đổi. Không hoán đổi thì lại tiếp tục tìm cái đứa phía sau nó nữa, thì tức là gì? Z của bạn là bằng 3, tại vì n lúc này đang là 5, cho nên nhỏ hơn cái chỉ số cuối cùng đó. Z chạy tất cả những đứa phía sau thì chỉ số nó chỉ nhỏ hơn n thôi, tức là tới n-1. Như vậy Z bằng 3 thì Z nhỏ hơn n, thì lúc này sẽ lại nhiêu? A0 so sánh với lại cái giá trị là A3, thì A0 đang là 3, A3 của mình đang là số 5, nó không có lớn hơn, cho nên lúc này nó sai, không hoán đổi. Như vậy làm sao? Tiếp tục Z tăng lên là 4, vẫn còn đó là phần tử cuối cùng của giải, vẫn còn nhỏ hơn n, nó sai giữa A0 với lại A4, thì anh này nó sai, tại vì đứa sau không có nhỏ hơn đứa trước. Như vậy khi đó Z mà tăng lên 5 thì nó dừng cái việc là đi tìm những đứa ở phía sau để bắt cặp với phần tử đầu danh sách là y bằng 0. Như vậy kết thúc cái vòng lặp thứ nhất, lần lặp thứ nhất thì mọi người có thể thấy giá trị nhỏ nhất về đầu giải. Sau đó tương tự, thằng y của bạn sẽ tăng lên, đó là gì? 1, tại vì thằng y bằng 0 hết phần tử cặp để đi so rồi. Tiếp tục y bằng 1,
thì di bắt đầu từ tất cả những đứa phía sau, tức là bắt đầu từ vị trí thứ hai, đúng chưa? Cũng chạy cho đến nhỏ hơn n, thì tức là lúc này sao? Anh này, vị trí này, thì đứa sau nó không có lớn, nó không có nhỏ, cho nên không hoán đổi. Nhưng mà tới cái lần di bằng 3 đó, là con 5 đó, thì a 1 này nè, nó lớn a 5 cho nên phải hoán đổi. Như vậy tức là tại trường hợp khi di bằng 3 thì cái mảng của bạn sẽ là nhiều, sẽ là 5 với lại 8 hoán đổi với nhau, đúng chưa? Rồi tiếp tục anh này vẫn là chốt chặn so với đứa sau, thì đứa sau không có nhỏ hơn nên không hoán đổi. Tiếp tục coi như chốt được đứa nhỏ thứ nhì về tại phần tử a 1 thì tiếp tục theo anh này, được chưa? Cứ như vậy làm cho đến cuối mảng. Nhưng mà nếu khi mà thằng y mà bằng chỉ số cuối, tức là bằng n trừ 1, thì đứa sau không còn đứa nào để bắt cặp đi so sánh hết, cho nên lúc đó nó sẽ dừng. Như vậy để thực hiện cái công việc đó là sắp xếp tăng, thì rõ ràng bạn thấy mỗi một lần bạn cần giới hạn một phần tử, và phần tử đó chính là phần tử a thứ y nào đó với điều kiện bắt đầu từ đầu mạng, và nó chạy đi tìm những đứa phía sau nó, cho nên tới cái giá trị đó là n mà trừ 2 là nó dừng rồi, tại vì n trừ 1 đứa sau không còn ai để nó bắt cặp, cho nên y nhỏ hơn n trừ 1 y tăng. Mỗi lần vậy, tất cả những cái đứa phía sau nó chính là z. Z đi từ vị trí y bằng mấy thì z ngay phía sau, vậy tức là y cộng 1. Z nhỏ hơn đi tới cuối luôn, cho nên nhỏ hơn n và z tăng. Mỗi lần vậy, nếu đứa sau mà nhỏ hơn đứa trước, tức là a y, mà nó lớn hơn a z, thì bạn sẽ làm sao? Hoán đổi giữa a y và a a z. Rồi, được chưa? Như vậy hoán đổi xong là coi như nó đổi được các giá trị nhỏ nhất về đầu và ở trong đây ha. Đó, bây giờ ví dụ như xuất mảng xong, tôi sẽ gọi sắp xếp. Sắp xếp xong muốn coi thì phải xuất cái mảng lại nha. Vậy anh này đó là gì? Sắp xếp tăng mảng A, N phần tử. Còn mọi người thì về tập tự tạo menu nha, tức là sẽ dẫn link mọi người tự tạo. Rồi, nhập số lượng phần tử thực tế, ví dụ 5 đứa. 8, 12, 3, 7, 20. Rồi, đây, tăng dần 3, 7, 8, 12, 20. Như vậy, đây là một trong những phương pháp sắp xếp các phần tử trong mạng. Còn dĩ nhiên muốn sắp giảm dần thì mục tiêu là sẽ đưa đứa lớn nhất về đầu giải. Thì bạn làm gì? Bạn sẽ cái kiểm tra điều kiện nó khác một xíu. Thay vì đứa sau nhỏ hơn thì swap, thì bây giờ sẽ là gì? Đứa sau mà nếu lớn hơn tiến hành swap, để mục tiêu là cứ mỗi lần đầu giải danh sách đó sẽ là trước cái giá trị gì các bạn? Giá trị lớn nhất. Như vậy đó là sắp xếp bằng interchange sort. Mọi người về có thể tìm hiểu thêm một số những cái phương pháp khác về sắp xếp. Rồi, có ai thắc mắc cái gì thì nêu.
Rồi, có ai thắc mắc gì với lại cái thao tác này không? Ừ. Cái ngồi im re. Sao lớp? Nó ước trả lời tôi luôn. Dạ được. Rồi. Bây giờ cái yêu cầu tiếp theo đó, cái này giảng về nhà tập tự làm nha. Sắp xếp mảng nhưng mà đứa nào chẵn thì tăng, đứa nào lẻ thì giảm. Đó là ví dụ đi, cái mảng đang có 6 phần tử. 10, 40, 17, 8, 9, 21. 6 đứa rồi phải không? Chẵn thì tăng, lẻ thì giảm, tức là chỗ nào mà là số chẵn á thì đứa đó nó sẽ là tăng dần trong cái những đứa số chẵn. Ví dụ như thằng này đang có 10 là số chẵn. Những số chẵn là nhiều 10, 40, 8 thì tăng dần. Như vậy tức là sắp xếp lại đó, thì cái chỗ nào mà vị trí của chẵn nó phải tăng dần thì anh này là vị trí của số chẵn thì nó sẽ tăng dần, thì có 8 nó phải nằm đây phải không? Tiếp tục tại vì số y bằng 1 rồi cũng là số chẵn đó, là 40 là số chẵn cho nên nó cũng tăng dần thì tức là 40. Rồi tới 17 thì nó là vị trí lẻ, số lẻ mà. Nên lẻ thì giảm dần. Mà giảm dần thì nó đây nó có số lẻ là 17, 9 với 21. Nhưng mà giảm dần thì tức là 21 nằm đây. Tới vị trí con 8 ở đây là chẵn, chẵn thì tăng dần thì coi như anh này nó chính là 40. Rồi tới vị trí của con 9 thì nó là lẻ đó. Cho nên chắc chắn nó sẽ là cái gì? Giảm dần thì nó tức là 17. Và đứa cuối 21 là số lẻ thì nó sẽ là 9. Như vậy tức là những đứa nào mà chẵn á thì mới tiến hành sắp xếp với nhau theo tính chất tăng dần. Đứa nào là lẻ đó, thì mới sắp xếp với nhau theo giảm dần. Hoặc là bạn có thể biến đổi cái tính chất của anh này, đó là ví dụ tôi có cái mảng có n phần tử, tôi kêu sắp cho tôi phần nửa đầu là tăng dần, phần nửa sau là giảm dần. À, rồi đó là những cái hình thức làm việc. Đồng thời ví dụ như câu số 9 này, lưu số nguyên sao chép các giá trị dương sang một bên, âm sang bên. Như vậy tức là ví dụ mảng A có nhiều phần tử, các phần tử nó có thể là số âm, số dương hoặc là số 0. Đứa nào là số dương bạn chép qua bên mảng B, đứa nào là số âm bạn chép qua bên mảng C. Rồi kết quả sau cái hàm đó, mảng B toàn chứa những đứa nào là số dương của mảng A chép qua thôi, còn mảng C là toàn bộ những đứa nào là số âm của mảng A chép qua. Như vậy bạn sẽ làm quen với thao tác chép mảng, nhưng mà không phải đứa nào cũng chép, thỏa điều kiện thì mới chép. Dĩ nhiên chép xong là phải có thể xuất được cái mảng kết quả riêng từng loại ra, phải chưa? Như vậy đó là một số những cái thao tác để bạn làm việc với lại mảng một chiều, là coi như xong phần lý thuyết. Rồi, có ai thắc mắc cái gì không? Xong lý thuyết của môn rồi đó. Có đứa nào đang xin vô hả? Rồi. Rồi, có ai thắc mắc gì cái phần lý thuyết này không? Là coi như đó là mình xong lý thuyết nha. Tuần sau là mình còn 6 tiết, đó là mình thực hành với lại mình thi giữa kỳ nha. Rồi chờ lịch offline để đi học những buổi còn lại. Thì những buổi còn lại nó sẽ làm bài tập tiếp của mảng một chiều hoặc là hàm nâng cao, với lại là ôn tập để cho thi cuối kỳ. Cô ơi, vậy là qua Tết mới thi cuối kỳ đúng không cô? Trời ơi, em giảm cái âm lượng em xuống em. Em hỏi một cái tôi muốn rớt tim ra ngoài luôn. Giảm cái âm lượng xuống một xíu. Bây giờ chờ thông báo thôi em. Khi nào có cái lịch offline đi học lại, học những buổi thực hành còn lại xong sau đó thì chờ lịch thi. Được chưa? Rồi đồng chí nào ngồi mở cái âm mà còn để cho chuông điện thoại reo vậy? Rồi được chưa em? Ừ. Dạ rồi cô.
Rồi còn ai thắc mắc cái gì không? Nếu trong tuần này khi nào mà các câu hỏi trắc nghiệm mà được bật thì sẽ nhắn qua MS nha. Đâu thấy số lượng có vẻ giảm, điểm danh lại coi. Điểm danh những đồng chí hồi nãy có thôi. Nguyễn Duy. Dạ có. Nguyễn Tiến Lộc. Nguyễn Tiến Lộc. Rồi, đó. Rồi để nốt một cái. Insert comment vô. Gì đây? Đồng chí này sao zone vào? Nãy giờ có zone vào đâu? Nãy giờ thấy số lượng user là 53, nó vẫn ngưng ở 53, tự nhiên giờ xin vô. Rồi, đồng chí này là coi như đó là điểm danh đầu giờ có, sau đó tự ý out. Rồi. Lê Vũ Bình An. Dạ có. Đào Lam Anh. Dạ có. Nguyễn Việt Anh. Dạ có. Phạm Ánh. Dạ có. Nguyễn Cảnh Bảo. Dạ có. Lê Triều Trinh. Dạ có. Giang Vũ Vinh. Dạ có. Lê Giang Thùy Dung. Dạ có. Liễu Nguyễn Ngọc Dung. Dạ có. Ngô Thị Hồng Duyên. Dạ có. Ngô Thị Mỹ Duyên. Dạ có. Võ Thị Thảo Duyên. Dạ có. Phạm Tiến Dũng. Dạ có. Phan Thị Thùy Dương. Dạ có. Nguyễn Phạm Xuân Đan. Dạ có. Lê Thành Đạt. Dạ có. Ân Hồng Giang. Dạ có. Mai Ngọc Giào. Dạ có. Dương Thị Ngọc Hân. Dạ có. Lê Nguyễn Ngọc Hân. Dạ có. Phạm Hồng Hân. Dạ có. Huỳnh Thị Thanh Hiền. Dạ có. Huỳnh Thế Hiển. Huỳnh Thế Hiển, à vâng, xin lỗi nãy bắn. Phùng Thanh Hiệu. Dạ có. Lâm Quốc Huy. Vắng, đúng không? Rồi, cũng y chang đồng chí trên. Đầu giờ có mặt. Sau đó tự vắng. Rồi, copy. Chắc cũng còn đứa như vậy. Nguyễn Gia Huy. Em thấy bạn đó nhắn bên Zalo xin vô á cô. Bye bye. Ông chí này đây đó hả? Rồi Nguyễn Gia Huy. Mới vô phải không? Vô chưa? Accept nó rồi mà nó đâu rồi? Rồi để đó. Nguyễn Gia Huy vô chưa? Rồi accept cho nó rồi xong rồi cái nó đi đâu nữa rồi nè. Nguyễn Thị Ngọc Huyền. Dạ có. Nguyễn Thị Thu Huyền. Là bảo là bạn này có xin hả? Rồi cứ để đó đi, chép mail từ từ tính. Võ Huỳnh Xuân Hương. Dạ có. Võ Thị Mai Hương. Dạ có. Nguyễn Quốc Khang. Dạ có. Đỗ Nhật Hoàng Khanh. Dạ có. Hoàng Minh Khoa. Hoàng Minh Khoa. Dạ có. Lê Khánh Linh. Dạ có. Võ Phương Linh. Dạ có. Nguyễn Thành Lộc. Dạ có. Nguyễn Thị Ngọc Mai. Dạ có. Phạm Thị Thanh Mai. Dạ có. Hoàng Hữu Minh. Dạ có. Lâm Thị Diễm My. Dạ có. Trương Vina. Trương Vina có. Trần Kim Ngân. Trần Kim Ngân. Ván. Nguyễn Hoài Ngọc. Dạ có. Lê Thị Minh Nguyệt. Dạ có. Đào Thị Thanh Nhã. Dạ có. Hồ Trọng Nhân. Dạ có. Võ Thị Ngọc Châu. Dạ có. Hứa Thái Kim Dung. Dạ có. Nguyễn Nam Triều Tiên. Dạ có. Lại Anh Trung. Đã có. Trần Thanh Trúc. Dạ có. Hà Vân Yến. Dạ có. Đặng Vạn Như Ý. Dạ có.
Rồi Nguyễn Gia Huy giơ tay gì mới vô phải không? Dạ nãy em có học cô. Rồi. Dạ em cảm ơn cô. Rồi, còn ai thắc mắc gì về lý thuyết không nữa không? À, xong lý thuyết đó nha. Nhớ là tuần sau chỉ học buổi chiều thôi nha. Dạ có kiểm tra. Dạ cô ơi. Sao bạn? Dạ bạn Ngân màn hình bạn xoay xoay, bạn kêu em là bạn có học nhưng mà bạn xoay xoay nên không trả lời có được á cô. Trần Kim Ngân ạ. À. Trần Kim Ngân cái nick đó đâu? Sao nó không chát? Trần Kim Ngân đâu rồi? Cái nick của nó đâu để đi kiếm coi. Trần Kim Ngân là thấy có nick nè. Trần Kim Ngân. Rồi. Còn ai nữa không? Rồi vậy về ôn bài lo làm bài nha. Rồi vậy thôi, không ai thắc mắc cái gì nữa thì lớp nghỉ. À xong lý thuyết rồi nhé. Rồi chào các bạn. Dạ chào cô. Tuần sau là học buổi chiều rồi đó cô. Tuần sau chỉ buổi chiều và có kiểm tra giữa kỳ. Dạ. Thì vào cứ vào theo link buổi chiều nha lớp. Dạ chào cô ạ. Chào cô ạ.